đến là thuyết giảng giáo hảo. Phần này chúng tôi xin được trân trọng kính mời ban khẩu truyền Lý Trung Ương Phan Chí Tâm đến diễn đàn thuyết giảng qua đề tài ăn tổ tiên cha mẹ. Thay mặt ban tổ chức và đồng đạo đây, chúng tôi xin kính mời giáo lý viên đến diễn đàn làm bổn phận. Con chàng bó tay ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương sở tại, kính thưa đồng đạo Vi Thị Kiên là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo, là thành viên trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, phụ trách trợ lý đạo sự hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Kính thưa đồng đạo Lê Văn Hết là trưởng ban tổ chức, cũng là phó trưởng ban ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo của thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Tri Tôn, cũng như với ban trị sự đến từ huyện Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang đồng để tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 11 niên Quý Mão, và đặc biệt thì hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 1 niên 2024. Chúng tôi cũng như đồng đạo Trần Thị Phương Kiều cũng được sự phân công của ban phổ điền giáo lý ban trị sự trung ương, hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua một cái chuyên đề gần gũi thực tế mà có lẽ là quý đồng đạo chúng ta ai cũng hiểu, đã và đang thực hiện trong cái đời tu của mình. Vậy thì lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì hôm nay cũng là cái ngày quan trọng. Nếu nói về dương lịch thì giờ này chúng ta đã có thêm một tuổi, bởi vì cả thế giới thì hôm nay là ngày, có thể nói là ngày đầu năm, ngày mùng 1 tháng 1, gọi là ngày mùng 1 Tết dương lịch. Tuy nhiên thì đối với các nước Á Đông thì chúng ta ảnh hưởng về âm lịch nhiều hơn, cho nên thì ngày Tết dương lịch thì có thể là chúng ta cũng có một cái sự mừng chung với toàn các nước trên thế giới. Tuy nhiên về cái tinh thần cổ truyền thì chúng ta chú trọng nhất là cái ngày Tết âm lịch. Thì có lẽ rằng đúng là quỹ thời gian trôi rất nhanh. Tôi nhớ năm rồi đó, thì cũng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 thì chúng tôi cũng may duyên cũng có làm nhiệm vụ ở tại xã Tân Thành của huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp, mà ngày hôm nay về đây dầu rằng khác địa điểm nhưng mà cũng hồi tưởng lại với những cái gì đó mà chúng ta đã đạt được trong cái quá trình, trong cái giai đoạn trên dưới là 365 ngày. Thì có lẽ mỗi năm trôi qua đối với mỗi đồng đạo chúng ta là một kỷ niệm, là một kinh nghiệm sống, là một cuộc đời hành đạo. Và chúng tôi tin tưởng rằng mỗi năm trôi qua như vậy thì mình cũng ôn lại những cái gì đó trong những cái nhật ký, thành được, mất không trong cuộc đời tu của mình, cũng như trong cái quá trình chúng ta phát triển tôn giáo, và đặc biệt trong quá trình kinh tế của mỗi cá nhân. Thì ngày hôm nay được làm nhiệm vụ của mình theo cái sự sắp xếp của đồng đạo Lê Văn Hết, cũng là trưởng ban tổ chức nơi đây, mà chúng tôi được may duyên về đây để gặp gỡ quý vị, thì đây là một điều hết sức là đáng kính. Bởi vì ban trị sự thị trấn Cô Tô gắn liền với một cái địa danh, lại là một trong các cái điểm quan trọng, cũng là ước lượng của tương lai của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thì đó là cái địa danh
gọi là Phụng Hoàng Sơn. Thì có lẽ là Phụng Hoàng Sơn một trong 7 cái ngọn núi báo của 37 ngọn núi của vùng Tri Tôn và Tịnh Biên. Thì theo chúng tôi đọc sách thì vùng chúng ta có 37 cái ngọn núi. Tuy nhiên thì từ cái thời trước cái thời Pháp thuộc thì đã đi vào trong cái truyền thống dân tộc, cũng như được cái sự cho phép của chính quyền, thì nơi đây được mệnh danh là vùng bảy núi, còn gọi là Thất Sơn Mầu Nhiệm. Thì đặc biệt một điều thì trước đây là xã Cô Tô, giờ này thì thị trấn Cô Tô được gắn liền với núi Tô, tức là còn gọi là Phụng Hoàng Sơn, một trong 7 cái ngôi núi báo mà hàng ngày thì chúng ta cũng có cầu nguyện trong bài quy y. Cho nên hôm nay được trở về đây, và đặc biệt thì đồng đạo nơi đây không đông lắm, mà quý vị cũng đã tổ chức được ban trị sự, theo tôi nghĩ đó đồng đạo, ở những vùng thế này được như thế này là quý lắm rồi. Chứ chúng ta không thể nào mà so sánh với các cái huyện thị khác, các xã khác ở đông tín đồ. Cho nên thì nơi đây được cái mái ấm gia đình thế này thì đối với tôi thì tôi rất là mãn nguyện. Bởi vì dầu sao thì chúng ta cũng có một cái nơi sinh hoạt giáo lý, và đặc biệt cũng chia sẻ được đôi điều tu học theo dạy Đức Thầy, để nhằm ôn lại cái truyền thống. Nhất là đối với chúng ta thì nơi đây cũng là cái vùng mà nó gắn liền một địa danh như tôi vừa nói. Cho nên mong rằng với một cái sự đoàn kết từ ban trị sự đến quý đồng đạo nơi đây, thì dần dần chúng ta sẽ phát triển mới mẻ thêm lên, được rộng rãi thêm lên về cơ sở vật chất, và được phát triển thêm lên về cái công đức tu hành của quý vị đồng đạo trong ban trị sự, cũng như tất cả đồng đạo trong địa phương của thị trấn Núi Tô ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì theo sự phân công thì tôi và đồng đạo Trần Thị Phương Kiều sẽ gặp gỡ với quý vị qua các cái chuyên đề, và đặc biệt thì các chuyên đề ngày hôm nay thì các chuyên đề chuyên về tu học. Nhất là thì giờ này thì tôi sẽ gặp gỡ chia sẻ qua cái đề tài ơn tổ tiên cha mẹ. Thì có lẽ là cái chuyên đề này thì do ban tổ chức đã đặt để ý muốn ngày hôm nay chúng tôi về đây để gặp gỡ qua cái chuyên đề này. Cho thật chất ra đáng lẽ đề tài này để chị Phương Kiều thiết mới phải, nữ mà. Tuy nhiên thì hôm bữa thì thấy cái giấy đề nghị đó thì ghi rất là rõ, cho nên thì chúng tôi chỉ chấp pháp theo cái lời mời ban tổ chức, và đặc biệt thì theo sự phân công. Thì ngồi đây mà giờ này chúng ta nhắc lại ơn tổ tiên cha mẹ thì nếu nói góc độ nào đó thì quý vị đã nằm lòng hết rồi. Tuy nhiên thì lâu lâu mình ôn lại một đôi chút về cái những cái chuyện mà chúng ta đã và đang thực hiện. Bởi vì thật sự quý vị, trong cái tinh thần ơn tổ tiên cha mẹ mà lời dạy Đức Thầy đó thì mang một cái nội hàm rất là rộng. Chẳng những chúng ta lo cho cha mẹ ở tại thế gian, còn gọi là hiếu thế gian đó, ỷ hiện tiền, lo từ vật chất đến tinh thần. Và đồng đạo chúng ta còn phải lo cho hiếu xuất thế gian, nhất là chúng ta lo cho cái hậu, sau cái phần ông bà cha mẹ chúng ta trút cái hơi thở sau cùng. Thì đây là những cái vấn đề nó cũng mang một tính chất rất là thời sự, rất là đan xen. Người thì chọn phần này, người thì chọn phần kia, có thể chúng ta khó có thể thống nhất với nhau. Có nhiều vấn đề, nhất là khi mà tan gia bối rối đó thì nhiều khi nó sẽ phát sinh nhiều cái vấn đề. Và chúng tôi cũng đã có chia sẻ rất nhiều ý trong các yếu tố này. Rồi đồng thời thì cũng có nhiều đồng đạo lại cho rằng Đức Thầy không có dạy làm tuần, không có dạy làm tuần theo tuần thất, bảy thất đó, hoặc giả là tuần bá nhật, hoặc là tuần giáp năm mãn tang, mà tại sao hôm nay người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta lại làm tuần bảy thất, cũng như các cái tuần nhật, cũng như là tuần bá niên, rồi giáp năm, rồi mãn tang. Cho nên thì Đức Thầy chỉ gãy gọn, tục để tang vẫn giữ theo cổ lệ. Cho nên nhiều khi Đức Thầy nói về cổ lệ thì tôi bàn cổ lệ, nhắc cái chuyện Thánh Khổng Tử, cũng có một số đồng đạo chúng ta lại góp ý, nói rằng Đức Thầy dạy, tại sao không nói là Đức Thầy mà lại nói là Khổng Tử.
trong khi Đức Thầy dạy là Đức Thầy cho chúng ta học theo Khổng Tử học đạo, tức là Đức Thầy nhắc rất rõ là khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách Thánh Hiền và đạo làm người. Vì vậy cho nên thật sự cho cái triết lý Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đồng đạo thấy rõ hấp thu cái triết lý Khổng Tử rất là nhiều. Nội mà cái phần đầu thì nó cấm thứ 8 thôi, thì mình học theo ai? Ở góc độ gọi là luân lý tam căn ngũ thường thì chúng ta học Khổng Tử theo ai bây giờ đồng đạo? Cho nên nếu nói về cổ xưa, về cổ lệ đó, thì chúng ta không phủ nhận được với một cái nét văn hóa của Trung Quốc mang một cái âm hưởng rất lớn trong cái tinh thần dân tộc, với một cái sự cổ lệ nhiều cái góc độ trong đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên hôm nay khi đó vấn đề này thì nếu mà chúng ta không nhắc Thầy dạy đời phải biết suy nghiệm cổ, thông cơ đồ, dự nghiệm thánh hiền, tôi nghĩ rằng nó không đủ đồng đạo. Thì đồng đạo trong các cái buổi tang lễ thì đồng đạo chúng ta không thống nhất với nhau, hoặc giả là không thống nhất với nhau về cái làm tuần, thì có người thì lại cầu nguyện ngay cái ngày thứ 6, có người thì cầu nguyện ngày thứ 7, rồi cũng có người ta cúng cơm đó. Ví dụ người thân mình mất cái ngày 20 mà lại chúng ta lại cúng cơm ngày 21, hoặc giả là người thân mình mất vào cái buổi chiều buổi tối, tức là vào lúc khoảng chừng 22, 23 giờ ngày 20 thì chúng ta lại tổ chức cúng cơm. Thì đó những cái mà chúng tôi cũng có thể là chúng ta cũng bàn thêm một số ít thôi, bởi vì thời gian thì không nhiều lắm. Thì tôi nhớ thì có một câu hỏi tôi thấy đối với tôi thấy khả quan, giờ này làm tuần người ta thì mình cứ đến dự đi, chứ mình đừng có bàn mà đúng hay sai. Thì thật sự đó là cái quyền tự do tín ngưỡng. Ví dụ bây giờ cha tôi mất ngày 20 mà tôi muốn làm đám giỗ ngày 22, 23 là quyền của tôi, phải không? Tôi mời đồng đạo đến cứ giữ thôi, chứ chúng ta đừng có phải nói rõ, đừng có bàn bạc nhiều quá. Thì nếu nói như vậy thì nó không có một quy củ à, cho nên thì cái gì cũng vậy đồng đạo, nó mang một cái tính chất gọi là tương đối. Nhất là hôm nay đó đồng đạo đọc là Đức Thầy đó, Đức Thầy không chú trọng quá những vấn đề này đâu, mà Đức Thầy chỉ chú trọng cái vấn đề là sau khi ông bà cha mẹ qua đời đó, chúng ta ráng tu. Cái quan trọng là chúng ta ráng tu đó, bởi vì mình ráng tu mới cứu vớt ông bà cha mẹ của mình. Còn giờ này mình cứ chấp nhau cái này, chấp nhau cái kia, chấp nhau cái nọ, thì theo tôi nghĩ rằng đó, những cái vấn đề đó thì nó mang tính thực sự. Chúng ta cũng đừng có nên mà phải nói gọn là phân tích hơn thua nhiều quá. Tuy nhiên ở đây trình bày thì khi tôi ở đứng góc nhìn của mình thì chúng tôi cũng đưa ra một số khái niệm theo những cái kinh sách hoặc là những cái lời giáo huấn của cô bác đi trước mà chúng tôi đã học hỏi được trong cái quá trình nghiên cứu giáo lý. Cho nên mà bàn về vấn đề thời sự này, thật sự là chúng ta khó có ngã ngũ lắm, chín người mười ý. Cho nên mỗi góc nhìn nó không có hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên mình cũng hiểu được một số cái niệm nào đó để chúng ta đừng có đi xa quá. Cái mà chúng tôi sợ là chúng ta đi xa quá, vấn đề đi xa quá. Vấn đề thứ hai là cái người sau thiên thất đó, có những cái vấn đề trước đây không có mà sau này rồi đồng đạo chúng ta lại thêm cái này một chút, rồi thêm cái kia một chút. Đức Thầy thì dạy là đồng dẹp gác âm tinh sắc tướng lo chấn hưng Phật giáo mới là. Mà giờ này thì mình cứ thêm hoài riết rồi cái đạo chúng ta cũng chẳng khác nào cái mối đạo mà âm tinh sắc tướng, mất đi cái chánh truyền, cái vô vi của Đức Tôn Sư, cũng như nói theo Chí Thích Ca ngày trước mà Đức Thầy đã dạy. Cho nên thì đó là những yếu tố mà có thể là chúng tôi ở cái phần sau thì cũng xin chia sẻ một số ý như vậy để đồng đạo chúng ta có một cái kinh nghiệm. Nhất là hôm nay thì chúng ta nhắc về cái ơn tổ tiên cha mẹ. Như vậy thì ơn tổ tiên cha mẹ là một trong tứ đại trọng ân. Và nếu nói cái nguồn gốc theo một cái sự sắp xếp ơn tổ tiên cha mẹ là xuất phát từ đâu, thì xin thưa đồng đạo thì kinh sách Đức Phật truyền thừa trên 2500 năm thì tứ ân đã có từ ngàn xưa. Nhưng mà cái sự sắp xếp luôn cả cái từ ngữ thì có cái sự thay đổi. Bởi vì ngày xưa Đức Phật thì sắp xếp ân quốc vương đứng đầu, kế là ân phụ mẫu, ân tam bảo, ân chúng sanh. Thì đó là chúng ta hiểu theo kinh điển á. Trong tam tiện tạng giáo điển Đức Phật, Đức Phật có dạy tứ ân, nhưng mà Đức Phật đưa ân quốc vương. Bởi vì vào cái thời quân chủ cho nên Đức Phật mới đưa cái ân đứng đầu. Và đặc biệt thì đến thời Đức Phật Thầy Tây An,
Đức Phật Thầy Thế An là cái người chủ xướng thay đổi về sự sắp xếp cũng như về từ ngữ của Tứ Đại Trọng Ân. Cho nên giờ này chúng ta mình đặt một cái câu hỏi: ai là cái người sắp xếp và đặt tên ân tổ tiên cha mẹ đứng đầu thay vì ngày xưa là ân quốc vương và ngày xưa tên là ân phụ mẫu? Thì chúng ta sẽ có một câu trả lời liền, đó là do xếp. Cho nên khi Đức Phật Thầy Thế An ra đời vào năm 1849, dựa vào bối cảnh xã hội, còn gọi là theo một cái tình tiết phù hợp, đối cơ đối căn, cho nên lúc bây giờ thay vì ân quốc vương thì Đức Phật Thầy mới đổi là ân đất nước, và thay vì đứng đầu là vì ngày xưa là quân chủ, ngày nay là dân chủ rồi, cho nên cái ân đất nước tức ân quốc vương đó được xếp thứ nhì. Và ân đứng đầu thì là ân tổ tiên cha mẹ thay vì ngày xưa ân phụ mẫu, thì nghe cái từ phụ mẫu thì mang âm Hán và rồng rặc, cho nên Đức Phật Thầy mới sửa lại là ân tổ tiên cha mẹ. Ân thứ ba là không thay đổi, ân Tam Bảo đứng vị trí thứ ba, ân thứ tư cuối cùng là ân ngày xưa ân chúng sanh, thì ngày nay Đức Phật Thầy mới đổi lại là ân đồng bào nhân loại. Và từ đó sau khi Đức Phật Thầy viên tịch rồi thì đến Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo, thì Đức Thầy cũng đã có nói lại: Đức Thầy Thế An thở xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử muốn làm tròn hiếu nghĩa có bốn điều ân, ta cần phải hy sinh gắn gỗi mong làm tròn. Bốn điều ân gồm là: thứ nhất là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân Tam Bảo, ân đồng bào và nhân loại. Cho nên chúng ta căn cứ vào tôn chỉ, cho nên chúng tôi mới dám khẳng định như thế. Và theo cái những sách xưa thì chúng ta có một nguồn gốc như vậy về Tứ Đại Trọng Ân. Như vậy thì chính vì lý do đó mà Đức Phật Thầy ngày xưa đã dạy: loài cầm thú còn hay biết ổ, huống chi người nỡ bỏ tứ ân. Thì hôm nay Đức Thầy cũng dạy rất rõ, nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Đây là những điều quan trọng trong cái thềm thang tu nhân của người tín đồ Phật giáo và ảo. Cho nên hôm nay dầu ở góc độ nào thì tôi và quý vị chúng ta không thể nào bỏ bốn điều này. Hơn thế nữa, Đức Thầy đã dạy tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen, hoặc là đền nợ thế nghĩa ân trọn vẹn cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia, hoặc là trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn lấy tinh thần hiệp vén khúc mây. Cho nên nợ thế thì chúng ta hiểu ngay, trong đó thì nó gồm đủ các yếu tố, và đặc biệt cái nội hàm chính yếu của nợ thế thì không ngoài Tứ Đại Trọng Ân, mà hôm nay chúng ta sẽ trình bày một, đó là ân tổ tiên cha mẹ. Như vậy thì định nghĩa tổ tiên cha mẹ là gì? Cho nên tổ tiên mà nếu chúng ta hiểu về một cái nghĩa rộng thì dân tộc Việt Nam chúng ta, dân tộc Tính, có một cái khái niệm đồng bào là do một bào thai sinh ra. Vì vậy cho nên tổ tiên chúng ta nếu nói góc độ nào đó thì mình phải nói đến cái thời của Lạc Long Quân, và tức là Âu Cơ, gọi là Long Phụ Mẫu Tiên đồng đạo. Mà Đức Thầy dạy rất rõ: dân ta dòng giống tiên bang chứ không có giống ngộ hung sùng, hoặc là giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, nay đổi dời nhiều sự thấp hèn. Vì vậy nên nếu nói về cái nguồn gốc tổ tiên thì tất cả chúng ta là do một bào thai sinh ra. Cho nên ca dao Việt Nam cũng dạy rất rõ đồng đạo: bầu ơi thương lấy bí cùng tia đằng khác giống nhưng chung một dạng, hoặc là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Cho nên hôm nay nếu nói góc độ nào đó thì dân tộc Việt Nam là không được phân biệt, không có một cái sự phân biệt, dầu rằng người theo tôn giáo này hay hoặc là người theo tôn giáo khác, hoặc là giả là người có đạo và không có đạo, người cùng đinh đến người phú quý giàu lọ đều do bào thai sinh ra, đều do anh em ruột thịt mà sinh ra đồng đạo. Nội mà cái khái niệm này thôi chúng ta tu là thấy là quá tuyệt vời. Cho nên hảo nào Đức dạy là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Tất cả chúng ta là con một cha mà, nhưng mà vì chúng ta bởi lớn lên tập nhiễm lễ dánh nên tật xấu cho mờ thiện tánh, bởi vì chúng ta ô nhiễm, vì tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, cho nên lúc bây giờ thì nó không có còn theo một cái xưa cũ, theo một cái bản nguyên. Vì vậy cho nên hôm nay đối với người tín đồ Phật giáo và hảo thì giờ này khi nổi đồng đạo chúng ta trở lại với cái khi mỗi đồng đạo chúng ta trở lại đối với cái góc độ của một cái tình dân tộc, thì mỗi đồng đạo chúng ta đều do một cha sinh ra. Cho nên mình không có lý do gì mà để chúng ta phân biệt. Thì kính thưa đồng đạo, và đồng thời nếu nói theo
Nói theo ý đó thì Đức Thầy cũng đã có nhắc nhở rất rõ rồi, làng gần chứ những tỉnh xa lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau, hoặc là đừng chia lìa bắt tổ tượng cổ. Ta gần một chút thì tổ tiên ở đây là cái người sáng lập ra dòng họ. Ví dụ như chúng tôi là Phan Chí Tâm, thì đầu tiên ông tổ mà họ Phan đầu tiên đó, thì người này là sáng lập ở dòng họ chúng ta, tức là bắt nguồn từ Lạc Long Quân và Âu Cơ. Thì lúc bây giờ sẽ có nhiều dòng họ, cho nên chúng ta nói về cái nghĩa hẹp trong thực tế thì nhiều dòng họ đó là nhiều cái tộc họ, cái tông tổ của mỗi cái con người chúng ta. Và đồng thời thì cha mẹ là những người trực tiếp sanh dưỡng nuôi ta trong cuộc sống. Thì để là chúng ta hiểu về một cái khái niệm là tổ tiên cha mẹ. Ân là ân, ân nghĩa, ân sâu nghĩa nặng mà mình đã thọ. Như vậy thì mỗi con người chúng ta khi sinh ra cõi đời này, Đức Thầy đã dạy rất rõ, ta sanh ra cõi đời được có hành hài để hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta đã chịu biết bao khổ nhọc. Nhưng sinh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên, nên khi biết ơn cha mẹ ta cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên nữa. Vì vậy cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta khi mình đọc án văn này trong lời dạy Đức Thầy, thì quý vị sẽ cảm nhận được rằng hôm nay có cái thân này thì Đức Thầy đã xác định là cha mẹ ta đã chịu bao khổ nhọc mới sinh ra mình đồng đạo. Nhiều khi là những đồng đạo mà chúng ta chưa có con hoặc là còn nhỏ đó, thì chúng ta chưa có thấm thía được cái sự đau khổ khi cha mẹ của mình sinh mình ra. Nhưng mà khi có con cái rồi, có nuôi con rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấm thía lời dạy Đức Thầy. Cho nên ca dao Việt Nam cũng dạy rất rõ đó, lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Khi mà mình có nuôi một hai đứa con thì mình mới hồi tưởng lại, hình dung lại cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Mà ở đây Đức Thầy dùng cái khái niệm là khổ nhọc. Thì với khái niệm khổ nhọc này thì ca dao Việt Nam cũng dạy rất rõ đồng đồng tức là ơn cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, rồi một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vì vậy cho nên đối với ca dao Việt Nam thì cũng đã nói lên cái ý này. Và đồng thời thì căn cứ theo kinh Phật thì cái ơn khó nhọc này thì Đức Phật cũng diễn luận qua 10 cái điều ơn. Nào là lâm sản thọ khổ, yến thổ khổ, cam di can tụ thấp, rồi nhũ bộ dưỡng dục, viễn hành ước niệm vân vân. Thì mỗi con người chúng ta đều thọ vào 10 cái ơn, 10 cái điều ơn của mẹ mình khi mà bắt đầu trong cái thời gian là hơn 9 tháng cưa mang ta sanh nở chúng ta ra. Và điều này Đức Thầy cũng dạy rất rõ là vẹn 10 ơn mới đạo làm con. Lúc sanh sống cho nên phụ bạc, hoặc giả là ở ăn cho vẹn 10 ơn cảnh tình hiền đức, gặp cơn khải hoàng. Kính thưa đồng đạo, và ngoài kinh Phật ra thì trong kinh thi của Khổng Tử, tức là trong ngũ kinh đó, thay vì lục kinh mà bộ kinh Nhạc thì bị Tần Thủy Hoàng đốt rồi. Còn ngũ kinh thì trong kinh thi Khổng Tử cũng dạy rất rõ là phụ hề sanh ngã, mẫu hề khúc ngã đó, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, rồi dục báo thâm ân hạo thiên võng cực. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu để mình thấy rõ Đức Thầy dạy qua cái khái niệm về cái ơn sâu khó nhọc này. Thì xin thưa đồng đạo, chúng ta bàn cái nào không hết được cái ơn sâu nghĩa nặng này. Thì đó là chúng tôi cũng nói một khái niệm, bởi ở đây thì nhận định đồng đạo chúng ta đã rõ rồi. Như vậy thì Đức Thầy mới khẳng định thêm, sở dĩ có cha mẹ thì có tổ tiên, nên khi ta biết ơn cha mẹ thì mình cũng phải có bổn phận đền ơn tổ tiên nữa. Cho nên hai cái vấn đề này nó gắn liền với nhau đồng đạo, trong một cái cuộc sống mỗi con người chúng ta. Và đồng thời giờ này hiểu được điều này rồi, thì theo là Đức Thầy dạy, một người con muốn đền ơn cha mẹ thì cần phải làm gì? Cho nên theo án văn là Đức Thầy dạy thì đền ơn cha mẹ thì xin thưa đồng đạo có hai phần, vật chất và tinh thần trong hiện tại. Và đồng thời cũng có hai phần lớn hơn nữa là hiếu thế gian và hiếu xuất thế gian. Có nghĩa là vật chất là lo cho cha mẹ trong cuộc sống ăn uống hàng ngày, còn tinh thần thì làm cho cha mẹ vui. Còn thế gian là chúng ta lo cho cha mẹ còn sống, và xuất thế gian thì khi cha mẹ quá vãng, chúng ta vẫn còn gánh nặng trên vai trong cái ơn tổ tiên cha mẹ đến ngày chúng ta bỏ hơi thở sau cùng. Thì đó là về cái phương diện tích cực mà Đức Thầy đã dạy. Cho nên yếu tố đầu tiên Thầy dạy muốn đền ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền có dạy cho ta những điều hay lẽ phải, ta đáng chăm chỉ nghe lời cho nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Như vậy thì hỡi ai còn có cha có mẹ, thì giờ này để đền ơn cha mẹ, yếu tố quan trọng đầu tiên đó là chúng ta phải nghe lời cha mẹ.
Đây là một cái yếu tố căn bản mà khi nói là chúng ta hiểu ngay. Nhất là quý vị, những người làm cha làm mẹ, mà khi mà con mình nó không nghe lời mình rồi thì chúng ta đau khổ lắm. Mình rất đau khổ, cho nên những cái giai đoạn đó thì mình lấy đó mà mình suy nghĩ lại, đổi góc độ lại lúc mà chúng ta làm con cũng vậy. Như do đó cho nên một đứa con mà không nghe lời cha mẹ thì làm cho cha mẹ rất là buồn. Và thường thường thì cha mẹ chỉ dạy những cái điều hay lẽ phải cho con. Cho nên hôm nay thì cái yếu tố đầu tiên Đức Thầy dạy là phải nghe lời cha mẹ. Còn nếu mà mình không nghe lời cha mẹ thì đấy là chúng ta không thực hiện quán triệt ở vấn đề này. Và đồng thời Đức Thầy mới khẳng định lại vấn đề nghe lời cha mẹ, nhưng mà chúng ta phải nghe đúng theo một cái tinh thần đạo đức, chứ không phải cha mẹ nói gì chúng ta cũng nghe. Bởi vì cha mẹ mình thì cũng là phàm phu, nhất là cha mẹ mình mà không có học Phật thì đâu có biết lễ nghĩa, cũng như là đâu có hiểu về luật nhân quả. Mà giờ này cha mẹ nói cái gì mình cũng nghe hết. Giống như cha ca dao có câu đó, con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, mà chúng ta nghe lời như vậy là không được đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới gia hạn cho mình nghe lời. Nhưng mà nghe lời là nghe những điều hay lẽ phải, những cái lời thánh huấn hợp với tinh thần đạo đức, hợp với lễ độ, lễ phép, và đặc biệt là hợp là Đức Thầy. Cho nên hôm nay một người con chí hiếu đó, thì theo tôi nghĩ đó, vị này phải là một cái người có một trình độ. Mình mới phân biệt được đồng đạo. Mình là một đứa con muốn chí hiếu thì phải phân biệt. Mình phải biết được cái nào đúng, nào sai, nào phải, nào trái để làm chi? Để chúng ta kịp thời chấn chỉnh, kịp thời phiên lơn. Mà Đức Thầy dạy nếu cha mẹ có làm điều gì làm lẫn trái với nhân đạo thì ta hãy ráng sức phiên lơn ngăn cản, chẳng thế ta còn phải lo nuôi dưỡng báo đền. Cho nên hôm nay ngoài việc nghe lời cha mẹ thì bên cạnh đó chúng ta còn phiên. Nếu cha mẹ mình có làm điều gì mà không đúng, ngược với nhân đạo đó, thì đồng đạo chúng ta khuyên. Đức Thầy dạy khuyên can, tức là can ngăn, khuyên và can ngăn. Mà chúng ta nên nhớ kỹ một điều đó, chúng ta khuyên can ngăn cha mẹ, cha mẹ nghe thì đó là phước. Mà cha mẹ không nghe thì chúng ta cũng phải vui vẻ. Chứ không phải mà chúng ta khuyên ông bà, khuyên cha mẹ mình, cha mẹ mình nghe theo lời mình thì tốt, mà không nghe là mình bỏ. Ông bà mà nghe tôi thì tôi nuôi cho ăn uống đàng hoàng, không nghe là tôi bỏ. Thì nếu như vậy là chúng ta cũng ngang với bất hiếu, mình không có giữ được cái hiếu đạo đồng đạo. Cho nên hôm nay dầu nghe không nghe, cái quan trọng ở cái vế sau, tức là chúng ta phải lo nuôi dưỡng báo đền. Vì vậy cho nên nhất là quý vị, chúng ta có từng dự thuyết giảng ở đây, mình từng học Phật, từng học là Đức Thầy, mà nhiều khi ở nhà cha mẹ mình không có dịp tiếp cận lời Đức Thầy, không có dịp tiếp cận với các cái bài giảng, thì có thể chúng ta cũng khuyên cha mẹ mình, nhắc nhở khéo léo. Nhất là tuổi cao thì mình cũng khuyên cha mẹ mình cố gắng cúng lại. Cha mẹ ăn chay chứ có được, thì chúng ta cũng tìm cách nào đó mình khuyên cha mẹ nắng cháy đồng đạo. Rồi vấn đề rất là khó đồng đạo à. Đồ khuyên cha mẹ niệm Phật, nhưng mà không phải cái việc gì nó cũng trôi chảy đâu. Bởi vì sách xưa cho biết rất rõ là vô quan trái bất thành phu phụ, mà vô quán thù bất nghĩa cha con. Vì vậy cho nên thường thường đó, trong cái gia đình, ông bà cha mẹ trong gia đình thì thường thường nó xuất phát từ ở cái chỗ là mình nói nôm na với một cái phương ngữ đó. Thì thường thường thì tức là mình nói giống như là đối khẩu đó, sáp với nhau, gặp với nhau, nói vài câu là có tiếng qua là lại với nhau đồng đạo. Nó có cái điều lạ đó đồng đạo. Nhiều khi trong cái thâm tâm tôi bảo vị, mình muốn làm chữ hiếu lắm, nhưng mà về nhà tiếp xúc với cha mẹ mình, nói câu trước câu sau thì có cãi cọ với nhau. Cho nên vấn đề này rất là nhạy cảm. Cho nên mình phải đè nén lại, mình phải dằn lại cái tánh nóng, và chúng ta bỏ đi những ý định đó. Có nghĩa là mình bỏ đi những cái thành kiến, những cái mà ý định trước đây. Có nghĩa là thay vì người bên ngoài mình thương mình mến lắm, mà nhiều khi cha mình á, cái nói mình không nghe, hoặc giả là mình đối với cha mình có cái gì đó nó hơi xa lạ vậy đó, thì đây là cái tư tưởng mà theo tôi cảm nhận là nó có trong cộng đồng đồng đạo chúng ta. Mà thường chúng ta dùng cái từ là khắc khẩu. Khắc khẩu nói tiếng trước tiếng sau với nhau thì lại cãi cọ với nhau, thì đó là nghiệp đó đồng đạo. Cho nên nếu đồng đạo nào mà có vướng vào cái nghiệp này đó, thì chỉ một có cách mà để chúng ta giải là chúng ta chỉ có niệm Phật thôi. Chúng ta niệm Phật, trai giới tinh nghiêm, chúng ta làm từ thiện, thì từ từ chúng ta sẽ chuyển hóa được. Và đồng thời mọi cái sự chuyển hóa mà phiên căn cha mẹ, thì theo tôi nghĩ đồng đạo, đây là kinh nghiệm của mình đó. Ngoài cái việc chúng ta dùng lời nói chúng ta khuyên, thì cái quan trọng đạo nên dùng cái hạnh đức á. Bởi vì mình có là cái người hành đạo hiền lành, mình khuyên cha mẹ mình thì cha mình, mẹ mình mới nghe theo mình, để cha mẹ mình tu với mình đồng đạo.
Còn nếu như mà giờ này mà mỗi đồng đạo chúng ta bản thân mình không có ra gì, mà giờ này mà chúng ta phải nói gọn là mình phiên lên cha mẹ mình thì khó lắm. Cũng như ngược lại cha mẹ cũng vậy, nếu muốn phiên con cái thì cha mẹ phải là cái người đàng hoàng, tử tế, lễ độ, người có tu hành, mình mới dạy con cái được. Còn giờ này mình là người còn cờ bạc, mình còn thế này thế kia, mình dạy con mình thì nó không bị nó nghe mình đâu đồng đạo. Đây là hai cái vấn đề nó đang xen với nhau. Cho nên chỉ có cái đức. Cái đức là một cái mà chúng ta phải nói gọn là có thể mình giáo hóa được mọi thứ trong cuộc sống này. Mình muốn cái lời nói mình nói ra người ta tin yêu, giàu đàn cha mẹ anh em hoặc là xóm làng bà con cô bác cũng vậy. Thì cái quan trọng bên trong phải có một cái đức, cái âm đức. Mà một con người mà có được cái âm đức đó thì con người này phải có tu tập, con người này phải có công phu, phải là một cái người thật tu mới có được công đức. Còn nếu như chúng ta chỉ nói suông, hiểu suông thôi mà mình không có công phu, không có cúng lại, không có niệm Phật, mà chúng ta muốn có cái công đức để nói cho người khác nghe theo mình, thì đây lại là một cái điều khác rồi đồng đạo. Ấy thì đấy là chúng tôi cũng nói thêm một số khái niệm đó. Và Đức Thầy mới dạy chúng ta thêm rằng đó, ngoài cái việc phiên lân ngăn cản thì chúng ta phải lo nuôi dưỡng báo đền. Cái cốt lõi ở đây là chúng ta phải lo nuôi dưỡng báo đền. Bởi vì sách xưa có dạy rất rõ đồng đạo, tức là khi mà nuôi con, tức là đãi con, tức là khi mà nuôi một đứa con đó, thì với một cái góc độ mà người xưa thường nói đó, khi nuôi đứa con thì chỉ muốn rằng đó, gọi là dưỡng nhi để lão đó, chỉ muốn rằng sau này con cái nuôi được mình. Thì đây là một cái điều đương nhiên trong lịch sử đồng đạo, trong cái cuộc sống hàng ngày. Vì vậy cho nên đây mình nó có thể nói đi theo một cái quy củ đã trải qua nhiều cái thế hệ. Khi mình còn lớn khôn, mình có cha mẹ thì mình nuôi cha mẹ mình, lo cho cha mẹ mình khỏi bệnh hoạn, khỏi ốm đau, lo cho cái ăn cái mặc. Nếu ai mà biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. Kính thưa đồng đạo, mà Đức Thầy đã dạy, thì khi chúng ta lớn khôn, khi mình già đi, thì con cái mình bắt đầu nó lo cho mình, cũng y như mình lo cha mẹ mình. Mà nếu như trong cuộc sống mình bạc đãi cha mẹ của mình thì coi chừng mai mốt mình cũng bị con cháu mình nó bạc đãi với mình y như vậy đồng đạo. Cho nên đây là một cái quy luật mà Khổng Tử đã dạy rất rõ. Nhìn xem giọt mưa trên mái nhà, giọt mưa trước rơi ở đâu thì giọt mưa sau rơi ở đó. Do đó cho nên hôm nay về cái vấn đề đền ơn này, giờ này chúng ta cho cha mẹ mình một mà chúng ta hưởng tới 5-10 đồng đạo. Bởi vì mình có con đúng không? Tôi nói ví dụ như tôi đi, mình muốn mong muốn rằng sau này khi mình mà tuổi về chiều đó, mình muốn con cái nó lo cho mình, hiếu thảo với mình. Thì giờ này nếu mình muốn điều đó thì để thành hiện thực, thì cái hành động thực tế là giờ này mình có cha mẹ già trong nhà, nhất là trong gia đình mà 3 thế hệ, thì mình lo cho con mình đi, xin lỗi, mình lo cho cha mẹ ông bà mình đi, thì con mình nó sẽ nhìn theo đó. Và từ từ sau khi mình già, nó ra nhớ hồi đó tội nghiệp cha tôi, ông nội tôi á, lớn tuổi cha tôi lo đủ thứ hết trơn á, tội nghiệp mẹ tôi đi chợ có cái món ngon vặt lạ gì đều mua cho ngoại tôi, cho nội tôi ăn. Thì những cái dư âm đó con mình sẽ ghi vào trong đầu nó. Đồng đạo thấy như vậy đó, những cái đó đứa trẻ nó nhớ dai lắm. Rồi sau này nó khi nó lớn khôn, đổi vế là mình già giống như cha mẹ mình ở 20-30 năm về trước đó, thì mình sẽ hưởng được cái quê lợi, cái hoa trái đó. Cho nên chúng tôi mới nói rằng chúng ta giờ này cho một, mình hưởng tới 5-10. Về cái hiện tại là chúng ta được sự đáp đền theo tinh thần nhân quả, rồi đồng thời mình còn được có một cái phước đức lớn đồng đạo. Còn ngược lại giờ này mình phụ đẩy cha mẹ còn sống thì không lo, mà tới chết rồi cái mua đồ ăn đang ăn đê đem bằng thờ cúng. Quý vị nên nhớ chúng ta cúng là mình ăn cái đồng đạo, cúng là người sống ăn chứ không người chết không ăn đâu. Bởi vì cúng là tưởng nhớ sự vong với sự tồn thôi, chứ thật chất ra không phải mà cha mẹ chúng ta mỗi lần cúng về đó ăn với mình đâu, không có. Mà xã hội cũng có những điều kiện đó, hoặc giả là cũng có những cái vấn đề làm từ thiện cũng vậy. Khi mà đồng đạo chúng ta làm thì bên ngoài làm mạnh lắm, nhưng mà đối với cha mẹ mình thì lúc bây giờ mình cho tiền cha mẹ mình lại tính từ đồng từ cắt. Còn khi mà làm gì mà có cái danh chút xíu được người ta khen tặng thì chúng ta phải nói rõ là trút hết cả túi chúng ta làm. Thì điều đó thì tôi nghĩ là không nên. Bởi vì giờ này nhất là cha mẹ mình nghèo, cha mẹ mình ở với em út đó, thì quý vị chúng ta phải có một cái, tức là chúng ta phải có một cái quỹ riêng. Hàng tháng mình phải cung cấp cho cha mẹ mình bao nhiêu tiền đó. Nếu như mình không có điều kiện nuôi cha mẹ mình, phải không? Mình cũng phải cung cấp tiền để cho em út nó lo, nó vừa vui vẻ lo cho cha mẹ của mình. Rồi đồng thời đó cũng thiện cái đạo hiếu. Bây giờ này còn sống mà không làm, mà chúng ta cứ ô chàng ơi tôi còn nghèo quá,
thôi để ráng làm vài năm nữa giàu có đi tôi lo cái chữ hiếu, thì chúng ta đừng có những cái vấn đề đó, không kịp đồng đạo ơi. Sao không kịp đâu, bởi cha mẹ mình đâu phải sống hoài đâu. Cho nên khi cha mẹ còn sống là cơ hội để chúng ta tạo phước đó. Không có cái phước nào lớn bằng chúng ta lo cho cha mẹ đâu. Mà Đức Thầy dạy rất rõ là muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu. Vì vậy cho nên không có điều lành nào bằng hiếu thuận cả. Khi một đứa con hiếu thảo với cha mẹ, phước này động lòng trời đồng đạo. Hiếu hạnh dình lòng chí ưu thiên, phước này động lòng trời. Cho nên đồng đạo còn nhớ lại cái vấn đề của Mạnh Tông ngày xưa cũng vậy. Tại sao vào cái mùa đông gió rét mà lại ở gốc tre lại nảy lên một măng thì động lòng trời? Bởi vì Mạnh Tông vì cái chữ hiếu quyết định là phải tìm cho được cái một măng để về nấu canh măng cho mẹ ăn. Mẹ đang bệnh rất nặng, mẹ đang đòi ăn canh măng, mà đi hoài dần lò là dò lần từ bụi tre này qua bụi tre khác mà không có được một măng. Cho nên ông sợ quá, ông nói chắc mẹ ông khó qua, ông khóc. Thì chính vì cái lòng hiếu thảo đó, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, trời không phụ người có lòng. Cho nên lúc bây giờ thì động lòng trời, mà ông trời phải nói gọn là nhỏ giọt xuống. Cho nên vào cái mùa đông giá rét mà tự nhiên cái gốc tre mọc với một măng, thì đây là một cái điều hy hữu. Chỉ có hiếu mới động lòng trời trong cái vấn đề mà mình chúng nói hôm nay là các cái việc lành, việc thiện như Thầy đã dạy. Mà hôm nay Đức Thầy cũng nhắc nhở rất rõ là Mạnh Tông xưa cũng khóc măng, đất khô nảy mục, rõ lòng hiếu nhi. Cho nên hôm nay chúng ta phải ráng đồng đạo, mình phải ráng cố gắng. Và đồng thời yếu tố tiếp theo nữa, ngoài cái vấn đề vật chất nó ra thì chúng ta còn phải lo tinh thần. Bởi vì cũng có những người rất là lo cho cha mẹ đầy đủ, bệnh hoạn ốm đau rồi can cái mặt, nhưng mà thường thường làm cho cha mẹ buồn. Thì điều này không nên đồng đạo. Cho nên ngày xưa tôi nhớ khi Đức Thầy ở tổ đình đó, thì cũng có một đồng đạo hỏi Đức Thầy: dạ thưa Thầy, con thấy có những đứa con chí với cha mẹ, khi nghe Thầy thuyết pháp thì về nhà lo cha mẹ đầy đủ can cái mặt lắm, nhưng mà thường thì làm cho cha mẹ buồn, như vậy thì có đạt chữ hiếu không Thầy? Thì Đức Thầy mới ngâm lên hai câu: ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Và Đức Thầy mới dạy rằng cái người con mà hiếu thảo cha mẹ, ngoài cái hiếu tử lộ thì người con cần phải có cái hiếu giống như tăng tử mới đạt được chữ hiếu. Thì sau khi hai câu giảng mà Thầy ngâm trong sám giảng, sau được ghi lại trong sám giảng quyển 3, thì sau đó Thầy mới đưa ra hai cái sự kiện của nhị thập tứ hiếu bên Tàu, và đây cũng là thất thập nhị hiền của Đức Khổng Tử. Cho nên hôm nay nhiều khi chúng ta lo cho cha mẹ ăn, nhưng mà chúng ta làm cho cha mẹ buồn, thì đồng đạo nên nhớ rằng không đạt cái hiếu đâu. Vì vậy cho nên muốn có được cái hiếu thảo thì người con ngoài cái việc lo cho cha mẹ trong cái sự cuộc sống hàng ngày, thì bên cạnh đó chúng ta phải làm cho mẹ vui. Khi đồng đạo làm cho cha mẹ vui thì đó là đồng đạo đang cho cha mẹ mình uống thuốc bổ, uống nhân sâm đó. Còn hôm nay chúng ta mua thuốc bổ, mua nhân sâm để cha mẹ uống mà chúng ta làm cho cha mẹ mình buồn, thì đó là chúng ta đang đầu độc cha mẹ mình rồi. Như vậy thì thế nào là buồn, thế nào là vui? Giờ này anh em trong nhà mà nếu là đồng đạo chúng ta không đoàn kết, cứ lùng sụp với nhau. Bởi vì mỗi đứa em, mỗi đứa con là đã cắt đi một cái phần ruột của cha mẹ rồi. Đối với cha mẹ thì các con, cha mẹ đều thương với nhau. Mà giờ này anh hai với thằng ba hoặc thằng út nó không có thuận với nhau, thì đó là chúng ta đang đầu độc cha mẹ của mình đó đồng đạo. Cho nên mình phải quán triệt những ai có cha mẹ già thì anh em trong nhà chúng ta phải hòa thuận đồng đạo. Mình phải hòa thuận mới được đó, tức là mình phải tạo cái sự đoàn kết trong gia đình cho cha mẹ mình vui. Dầu có dặn em mình cái nào nhưng mà chúng ta suy nghĩ mình dặn em mình giống như chúng ta dặn cha dặn mẹ mình vậy đó. Mình vì cái chữ hiếu mình bỏ hết cái lỗi lầm để chúng ta mở cái lượng cái tâm của mình để đối xử em út của mình. Rồi luôn cả chồng vợ trong nhà cũng vậy đồng đạo. Nếu như mình mà còn cha mẹ già mà chồng và vợ trong nhà mà lục đục cãi cọ với nhau, mà nhiều khi nó lạ đồng đạo, nhất là tuổi trẻ đó, chồng vợ trẻ đó cãi với nhau vậy đó, lát thì làm hòa trở lại à, phải không? Cãi nhau lát làm hòa lại, nhưng mà cha mẹ mình mà nghe vợ chồng mình mà cãi nhau, cha mẹ mình buồn tới mấy ngày mấy tháng còn buồn tội nghiệp. Hai đứa nó cãi cọ với nhau mà lỡ nó không có sống chung với nhau được, nó có cái gì với nhau rồi đó, thì cha mẹ không có vui. Bởi vì mỗi lần mà cầm trầu cầm cao mà cưới vợ cho con, hoặc là gả con cho gả mình cho người khác, thì cha mẹ mình đau lòng lắm. Cho nên lúc nào cũng muốn con mình phải trăm năm hạnh phúc, mà lỡ có vụ gì vấn đề gì đó, thì xảy ra, thì đây là một vấn đề mà phải nói gọn là chúng ta cũng là không làm thành chữ hiếu. Do đó cho nên mình còn cha mẹ già thì khi mình trong cái đạo chồng vợ có cái gì đó thì đồng đạo đừng nghĩ cái riêng tư, mà mình phải nghĩ đến
cha mẹ già hôm nay tôi với ổng mà cãi cọ, mình với chồng mình với vợ mình cãi cọ với nhau, hơn thua với nhau thì mẹ mình buồn lắm. Rồi cái điều tế nhị hơn nữa là con mình nữa đồng đập. Nhiều khi mình nói con mình sinh ra mình cứ mặc sức mà đánh đập. Rồi mà chúng ta nhiều khi chúng ta dạy dỗ không khéo đó, thì lúc đó chúng ta cũng đang đầu độc cha mẹ mình. Bởi đồng đạo biết rằng cha mẹ mình rất là thương cháu nội cháu ngoại. Nhiều khi đồng đạo đánh con mình một roi đó, con mình khóc một cái nó thôi, nhưng mà cha mẹ mình nước mắt rớt hoài, cứ nhớ tới cái roi đó. Nhìn tới cái đít mà có một cái lần roi là cha mẹ mình khóc liền, tội nghiệp cháu nội cháu ngoại thôi. Cho nên những cái vấn đề này hết sức là tế nhị trong cuộc sống. Mình đừng sống vì mình mà lúc nào mình cũng phải nhớ đến cha mẹ của mình, để chúng ta đền đáp ơn cho trọn vẹn. Thì đó là những yếu tố căn bản mà chúng tôi muốn nói ở đây, để chúng ta có một cái định hình về cái hiếu, mà phải nói gọn là lo cho cha mẹ về cái phần tinh thần. Rồi đồng thời cũng có những yếu tố, những người con do cái điều kiện làm ăn kiếm tiền xa nhà xa xứ một năm như vậy đó, thì chỉ về nhà có một cái lễ Tết, mà nhiều khi bận quá rồi Tết không về được luôn đồng đạo. Cho nên đồng đạo thấy rõ ở đây quý vị, mà ở nhà có những người già trong nhà, đồng đạo thấy lúc nào cha mẹ cũng nhắc hết trơn đó, chàng ơi tháng sau tao đám giỗ của nội mày, không biết đây đó rồi thằng hai đó vợ chồng nó có về được cúng không đó. Lúc nào cha mẹ cũng nhắc, đó là cha mẹ lúc nào cũng trông chờ từng đứa con một để về thăm cha thăm mẹ đồng đạo. Cha mẹ là chúc là chờ con về thăm, chứ không phải là cầu mong con về thăm mà cho tiền đâu đồng đạo à. Đây là về cái phương diện tâm lý chúng ta phải nhận định điều này. Mà nếu như mà trong hoài không được, từ cái lễ dỗ này đến lễ dỗ kia, thì lúc giờ trong Tết tới đó, bữa nay là 20 rồi, còn có 1 tháng 9 ngày 10 ngày nó Tết tới, thì con cái nó đoàn tụ lại, thì đấy là chúng ta đang cho cha mẹ uống thuốc bổ. Mà nếu như giờ này mình nói mình bận rồi, lâu lâu điện Zalo điện Facebook là để đi tôi gửi tiền về cho, tôi bận lắm rồi, bận kiếm tiền thế này thế kia thế nọ, thì đây là vấn đề mà chúng ta nên suy nghĩ lại. Bởi vì cái cha mẹ cần không phải là tiền, mà cái cha mẹ cần là cái tình ấm áp trong một cái gia đình đoàn tụ, có con có cái đồng đạo. Cho nên những yếu tố này chúng ta cũng phải cần lưu ý, để chúng ta lo cho cha mẹ của mình về cái phương diện là phải nói rõ là về tinh thần. Rồi đồng thời về cái phương diện tinh thần này, Đức Thầy còn dạy chúng ta là ráng cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ. Mà ca dao Việt Nam cũng dạy rất rõ là mỗi đêm mở thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Vì vậy cho nên đúng theo một cái tinh thần, đây là tôi nói tinh thần dân tộc nghe đồng đạo. Đúng theo tinh thần dân tộc thì người Việt Nam chúng ta đó, mỗi đêm như vậy chúng ta phải cúng lại, chúng ta phải cầu nguyện cho cha mẹ của mình đó, bởi vì đây là tinh thần dân tộc mà, phải không đồng đạo? Nhưng mà ai làm được điều này thì xin thưa đồng đạo, chỉ có người tu thôi, chỉ có người có giác ngộ tu hành theo đạo Phật hoặc giả đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì chúng ta mới có cái điều kiện là mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Cho nên hôm nay khi mà chúng ta đọc cái Nam Mô Tam Nguyện Cầu, mà cái vế mà phụ mẫu tại đường đó, Tăng Long Phước Thọ đó, thì cái vế này rất là quan trọng trong cái quá trình tu hành của mình. Do đó cho nên cái thờ lễ bái của mình nó mang nhiều cái ý nghĩa lắm đồng đạo. Chúng ta bỏ cúng một buổi thôi là chúng ta mất mát nhiều lắm đó. Và trong đó mất mát đi cái điều mà chúng ta hành cái đạo hiếu. Bởi vì một cái thời cúng tôi và vị chúng ta nguyện cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện đến 5 lần đó. Tôi chưa nói đến cái bài nguyện trước bàn thờ ông bà nữa mà đồng đạo, phải không? Chúng ta nguyện Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ một thời cúng tới 5 lần. Mà nếu chúng ta bỏ thời cúng là chúng ta bỏ đi cái vấn đề đền đáp của chữ hiếu này. Do đó tôi nói ví dụ đi, bữa nay làm biến cúng đúng không? Mình có cái hơi giải đãi, nằm võng lắc qua lắc lại muốn đi ngủ mà nhớ lại thôi cũng phải ráng ăn cúng để cầu nguyện cho cha mẹ mình, bởi mình quá thương cha mẹ mình rồi đồng đạo. Thì đó cũng là một cái động lực để giúp cho chúng ta lo cho cha mẹ mình. Thì đấy là những cái mà chúng tôi muốn nói ở trong cái thế gian. Rồi đồng thời Đức Thầy mới dạy thêm rằng lúc cha mẹ quá giảng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng lên miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân. Như vậy thì nếu như cha mẹ chúng ta qua đời, quá vãng là qua đời, thì lúc bây giờ Đức Thầy dạy chúng ta là phải tu cầu. Có nghĩa là chúng ta vừa tu, chúng ta vừa cầu. Bởi vì cái vế tam nguyện cầu hồi nãy chúng ta bàn đó, thì ngoài cái việc phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, thì lại có một cái vấn đề đó là phụ mẫu quá khứ, trực vãng Tây Phương. Cho nên hôm nay vấn đề này thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng, để rồi mình cố gắng thực hiện. Hầu đó thì chúng ta tu không có tinh tấn, nhưng mà giờ này quý vị nhớ kỹ, khi mà cha mẹ chúng ta về thế giới vĩnh hằng, thì lúc này chúng ta càng phải tinh tấn hơn nữa.
nhớ cha nhớ mẹ chừng nào, chúng ta tu nhiều chừng đó đồng đạo. Mà Đức Thầy dạy là hãy ráng sức tu cầu, tức là chúng ta phải cố gắng dồn tâm dồn trí lại với cái những điều kiện mình có để chúng ta cố gắng tu cầu cho linh hồn cha mẹ được siêu thăng lên nơi cõi thọ. Và Đức Thầy dạy ở chỗ khác rất rõ, ngày nào đắc được lục thông vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời. Cho nên hôm nay một người con muốn hoàn thành cái chữ hiếu thì xin thưa đồng đạo, chỉ có cách là chúng ta tu thôi đồng đạo. Mình chỉ có tu mới hoàn thành được cái chữ hiếu này. Bởi vì nếu chúng ta không tu thì mãi mãi không bao giờ chúng ta gặp lại cha mẹ của mình được đồng đạo à. Bởi vì theo cái quan niệm thế gian, cha mẹ chúng ta qua ra đi về thế giới vĩnh hằng là coi như ngàn thu vĩnh biệt. Cái từ ngàn thu vĩnh biệt là cái từ này ở một cái khuôn khổ thế gian thôi. Cái từ ngàn thu vĩnh biệt là cái từ này ở khuôn khổ cái người không có tu á, cái người không biết đạo. Còn tôi bởi vì chúng ta có tu, chúng ta có biết đạo là chúng ta còn gặp là cha mẹ mình mà ngàn thu vĩnh biệt cái gì đồng đạo. Đồng đạo không thấy Đức Thầy dạy sao? Một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi, ai ai hãy đáng mà suy thương đời ta tỏ chuyện đi rõ ràng. Như vậy thì đối với chúng ta không có ngàn thu vĩnh biệt nghe, mà tất cả chúng ta sẽ có cái cơ hội gặp cha gặp mẹ của mình. Cơ hội nào? Cơ hội chúng ta tu hành đắc đạo như một kiền liên mà Đức Thầy dạy, một đoạn giảng mà tôi vừa nhắc. Hoặc giả là cơ hội ở cái chỗ chúng ta đắc được lục thông như Đức Thầy dạy cho ông cò Tào Hảo, thì chẳng những gặp cha mẹ mà chúng ta còn vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời luôn đồng đạo. Vì vậy cho nên nếu như ngày xưa một kiền liên mà không tu đó thì đồng đạo hình dung đây làm gì mà cứu được bà Thanh Đời. Do đó cho nên hôm nay chúng ta cần phải hiểu cái lý này để chúng ta cố gắng đồng đạo, cố gắng đắc đạo rồi cứu vớt tổ tông cũng như Phật xuất gia thử trước. Vì vậy cho nên cái sự tu hành của mình mang rất là nhiều cái điều lợi lạc. Nếu như giờ này mà đồng đạo chúng ta không tu đó thì coi như là chúng ta tuyệt đường. Mình tuyệt đường, chẳng những tuyệt đường bản thân mình mà chúng ta còn tuyệt đường cứu vớt cha mẹ. Khi cha mẹ còn sống thì mong cầu con cháu ăn hiền ở lành à, để có được cái phúc về sau, để được giàu sang, để được vinh hạnh. Còn khi mà cha mẹ quá vãng thì cha mẹ mong cầu gì? Thì chỉ có cách là cha mẹ mong cầu chúng ta trên này lo tu hiền thôi. Mà điều này Đức Thầy cũng dạy rất rõ là thất tổ củ quyền nơi chính suối, những mong hậu tấn biết tâm chay, tâm chay hậu tấn ráng tu thân, bến giác chẳng xa cũng chẳng gần, trời Phật thương đời lo độ tận, muốn lo giải thoát phải tu thân. Mà Đức Thầy đã dạy trong những đệ tử cơ. Vì vậy cho nên giờ này đồng đạo chúng ta phải ráng, mình phải ráng tu hành đồng đạo. Lúc mình còn sống thì lúc cha mẹ mình còn sống thì lúc bây giờ nhiều khi cha mẹ mình làm cái điều gì đó nó không đúng, làm cái việc nặng việc nhẹ thì chúng ta còn giúp sức được, mình còn tiếp cha mẹ, tiếp về công sức, tiếp về tiền bạc. Nhưng mà khi cha mẹ chúng ta về thế giới vĩnh hằng rồi thì chúng ta tiếp không có được đồng đạo. Mình nhớ kỹ là chúng ta không có tiếp được cha mẹ mình gì cả nếu mình không tu đó. Mà nếu mình nói mình không tu là đường ai nấy đi, đúng không? Nó một câu nôm na là không tu là đường ai nấy đi, là ngàn thu vĩnh biệt đó. Còn nếu như mà chúng ta có tu thì lúc bây giờ là đi chung một con đường. Lúc bây giờ một mặt là chúng ta cầu tìm cho mình đến chỗ giải thoát, mặt khác thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng. Cố gắng sau khi chúng ta đắc đạo thì đương nhiên là chúng ta phải tìm cách cứu vớt cha mẹ của mình, như trường hợp của một kiền liên. Thì đó là các yếu tố mà chúng tôi cũng muốn bàn sau khi mà cha mẹ chúng ta qua đời. Và đồng thời ngoài cái vấn đề đó thì cái yếu tố phụ thứ hai chúng tôi nói ở đây, đó là chúng ta cũng phải lo cho cái phần tang chế. Trong đó cái phần sự nó mang một yếu tố rất là quan trọng. Dầu rằng ở đây Đức Thầy không có dạy, những cái điều nào quan trọng thì Thầy dạy, còn những điều nào không quan trọng thì phần phụ Thầy không dạy. Cho nên cái phần chính mà chúng ta đền hiếu suốt thế gian là chúng ta tu là chính. Nhưng mà muốn đạt được kết quả trong vấn đề này thì mỗi đồng đạo chúng ta phải loại bỏ các vấn đề gọi là dị đoan mê tín. Và đồng thời mình làm cái gì cũng theo một cái khuôn khổ đồng đạo. Mình phải có đức tin về thần quyền, về siêu nhiên mới đạt kết quả. Dầu rằng ở đây Đức Thầy dạy là tục đệ tăng vẫn giữ theo cổ lệ, cổ lệ lễ xưa. Cho nên cái cổ lệ này chúng ta phải phân tích ra cái gì là những cái tục lệ chân chánh, cái gì là những cái tục lệ gọi là hủ bại. Tục lệ chân chánh là những cái thuần phong mỹ tục chúng ta cần phải gìn giữ. Như Đức Thầy dạy là Đức Thầy dạy rất rõ là gìn thuần phong mỹ tục của đồng tiên đó.
tập ở ăn theo nết thánh hiền, lòng tu tỉnh dòm Phật tiên nói chí. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta phải có được cái sự hiểu như vậy thì mình sẽ thông suốt hơn trên cái lộ trình. Cho nên có thể chúng tôi đưa ra cái trình tự trong thực tế, mình đưa ra một cái giả thuyết đồng đập. Và đồng thời sau khi nắm vững cái giả thuyết này, có thể trong lúc còn đang sanh tiền, chúng ta cũng căn dặn con cháu mình, sau khi cha mẹ mất đó thì con cháu cũng phải nhớ lực thực hiện theo như vậy. Bởi mình là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, nhất là trong gia đình của mình, con mình, rể mình, dâu mình, cháu nội, cháu ngoại mình nó không cùng một đạo với mình, hoặc giả là nó tu mà tu cho có tu thôi chứ không hiểu biết giáo lý, thì lúc bây giờ nó cũng ảnh hưởng đồng đạo. Ảnh hưởng lắm á. Tôi nói ví dụ bây giờ chúng ta quá đời đi, chúng ta quá vãng, mà giờ này con mình nó khóc lóc nè, rồi nó đánh trống kèn nè, rồi nó ỷ nó có tiền là nó mướn kèn tây này kia nó thổi nè, thì lúc bây giờ ảnh hưởng đến mình chứ đồng đạo, rất ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng thứ nhất là chúng ta không có giáo hóa con mình ngay từ cái thở ban đầu. Ảnh hưởng thứ hai là gần như nó cũng mang một cái gì đó về cái tinh thần mê tín, chứ không phải không ảnh hưởng đâu, nhưng ảnh hưởng không nhiều lắm. Chi bằng giờ này cái chuyện chúng ta đắc đạo hay không mình chưa biết được, bởi vì đường tu của mình muốn đắc được lục thông phải là dễ. Và do đó cho nên giờ này những cái việc hiện tại này theo tôi nghĩ là chúng ta nên cố gắng. Yếu tố thứ nhất, khi ông bà cha mẹ chúng ta đau ốm bệnh hoạn thì cái việc lo thuốc thang khẩn phái Phật trời, nguyện sửa lòng ắt Phật giúp đời, xuống phước động từ bi hỷ xã là cái điều đương nhiên. Cho nên yếu tố đầu tiên là đồng đạo chúng ta phải lo thuốc thang đến nơi đến chốn đồng đạo. Trong khi đó cũng có một số đồng đạo chúng ta tu hành cao lâu năm cũng bảo thủ lắm, có những vị đau không uống thuốc nữa, thì thôi chúng ta cũng phải phiên cha mẹ mình, thế nào đó đau ốm thì phải đi bệnh viện bác sĩ. Thời kỳ này chúng ta đừng có mê tín, phải không đồng đạo? Cái gì cũng đến bác sĩ đi, cái gì cũng phải siêu âm, cũng phải chụp X-quang, cũng phải là chụp X-quang, rồi cũng phải chụp MRI để coi cái bệnh tình như thế nào, rồi chúng ta sẽ có cái phương trình liệu trị. Mà nếu như chúng ta làm hết mọi thứ đó mà bệnh mà bác sĩ nói bệnh này hết cứu rồi, thì chúng ta nên trở về đi. Chứ đừng có nói là bệnh hết cứu rồi, thôi bác sĩ chích cho tôi thêm vài cái mũi thuốc nữa, thuốc gì đó hồi sinh gì đó, thì thôi chúng ta không cần đâu. Bây giờ này bác sĩ chạy rồi thì chúng ta bắt đầu chúng ta đem về nhà. Bác sĩ thì chạy, ông Phật chưa có chạy, phải không đồng đạo? Bây giờ mình mới khả năng đem về nhà, thì đem về nhà chúng ta bắt đầu nhờ đồng đạo mình. Mà đây cũng là một nét văn hóa đồng đạo. Dầu rằng trong giảng thầy Đức Thầy không có dạy cầu an, điều này thì Đức Thầy không có dạy cầu an, nhưng mà khi mà đồng đạo nào có xem lại về cái giáo hội trước đây, tức là vào năm 1000, giai đoạn 1994 1964 đến năm 1966, khi mà chúng ta bắt đầu thành lập giáo hội giai đoạn đó, thì đến cái 1975, thì lúc bây giờ giai đoạn này thì có hướng dẫn cầu an, và còn được ghi lại trong cái cuốn gọi là sơ, tức là tu nghiệp sơ cấp đó đồng đạo. Mà đồng đạo nào ở nhà mà còn những cuốn sách cổ, sách xưa này có, thì do tác giả là giáo sư học giả Nguyễn Văn Hầu đó, cũng là thân phụ đồng đạo Nguyễn Vi Diễm, mà giờ này là phó trưởng ban thường trực ban sự trung ương, cũng là lãnh đạo của chúng tôi. Vì vậy cho nên trong quyển sách này có ghi lại và giai đoạn đó có hướng dẫn cầu an. Cho nên theo tôi nghĩ là cầu an cần phải có, bởi vì cái này chúng ta nói nôm na là còn nước còn tát đó. Bây giờ tôi nói ví dụ, bây giờ cha mẹ mình mà còn cái hơi thở hơi hớp, mà đồng đạo có thể đành lòng để gì để cho cha mẹ mình đi luôn, mình chịu không? Không đâu, không được đâu, nhìn là chúng ta xót à. Cho nên chúng ta phải có một cái phương hướng nào đó để chúng ta giải quyết vấn đề. Vì vậy cho nên chúng ta cũng có thể đặt bàn cầu an, có thể mình mời một số đồng đạo. Và đặc biệt cầu an thì nó lại mang một yếu tố nữa. Trước đây tôi biết thì bài cầu an được thay đổi một số từ ngữ từ cái bài cách cầu nguyện người chết, tức là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần đó, rồi Nam Mô A Di Đà Phật ba lần đó, rồi vái Phật Tổ Phật Thầy, nay con thành tâm cầu an cho tên tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi đó là gia hộ cho bệnh nhân, giảm bớt quả căn bệnh tật được tiêu trừ, tĩnh tâm niệm Phật. Thì đây là nguyên văn trong cái quyển sơ cấp tu nghiệp, tu học sơ cấp mà ngày xưa giáo hội là lần đầu tiên có để lại. Quý vị nhà đồng đạo nào có quyển sơ cấp này, đồng đạo mở ra xem, thì đây là cái bài đã có từ ngàn xưa. Nhưng mà thời gian khoảng 10 năm nay thì đồng đạo chúng ta lại nói cái bài này đó, cầu an nó dễ thành cầu siêu quá, cho nên đồng đạo chúng ta mới sửa lại lấy cái bài quy y á, tức là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đọc y cái bài quy đến là cảm ứng chứng minh
nay con thành tâm cầu an, thì vấn đề này lại là vấn đề khác rồi. Thì đây là chúng tôi chỉ nói những cái điểm khác thôi, cho thật sự là mình cũng không dám nói như thế nào đồng đạo, phải không? Đây đồng đạo tự suy nghĩ thôi. Cho nên cái mà tôi sợ nhất là những cái sau này người này thêm một chút, người kia thêm một chút. Bởi vì ngày xưa các bài kia ta có nói có sách nên có chứng đồng đạo, trong sách còn ghi mà. Ở đây tôi nghĩ rằng trong hội trường này các cô bác phía trước chắc thấy được cái quyển mà tôi vừa nói, tức là cái quyển sơ cấp đó, tu nghiệp sơ cấp. Đây là cái quyển là phải nói rõ là tu học giáo lý viên ngày, tu học giảng viên ngày xưa. Cái lớp đầu tiên đạo pháp khai tâm, tới lớp này là cái lớp là tu nghiệp sơ cấp. Khi học lớp này xong mới thành một vị giảng viên Phật giáo và hảo chúng ta ở giai đoạn trước. Vì vậy cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta nếu mà cầu an đó, thì theo tôi nghĩ chúng ta cũng nên mình cũng hiểu cái ý này ha. Cái gì mới mới thì chúng ta bỏ bớt đi, mình theo cái cũ. Bởi cái cũ đi theo một cái hệ thống lề lối rất rõ ràng đồng đạo. Và quý vị nên nhớ rằng trong quá trình cầu an, một mặt cầu an, mặt khác chúng ta cũng có thể nên hộ niệm. Mình cũng hộ niệm đồng đạo. Và đồng đạo nhớ khi chúng ta hộ niệm thì có thể chúng ta lựa cái người mà cha mẹ ông bà mình thương nhiều nhất á. Bởi vì cái người mình thương nhiều nhất đó nói mà rất là nghe. Có thể là nói bên tai nội ơi, ngoại ơi, cha ơi, mẹ ơi, ráng niệm Phật. Rồi chúng ta niệm nhỏ nhỏ bên tai cho cái người thân của mình nghe để chi nương theo đó. Cho nên có người là hỏi rằng chú Tâm ơi, bây giờ này nhà tu lu bu quá à, tôi bắt cái máy niệm Phật có kết quả không? Thì tôi nói có kết quả mà không cao. Cái máy niệm Phật là kết quả, là kết quả người sống. Tôi nói ví dụ bây giờ nhà mình bắt máy niệm Phật để mình nhớ cho mình đó đồng đạo. Mình còn sống, mình nhớ, mình nương theo mình niệm Phật đó, thì có thể có kết quả là mình nương theo đó, mình niệm Phật đó. Còn cái người mà khi mà thần trí hôn mê rồi đó, thì không có gì bằng cái cảm ứng của con người chúng ta. Cho nên nếu có điều kiện đồng đạo nên bắt lên là cái con người niệm, hoặc là chúng ta nhờ đồng đạo không đông lắm vài người niệm thôi. Chúng ta niệm câu lục tự nha, lúc còn thở là niệm câu lục tự Nam Mô Di Đà Phật cho cái người đó niệm theo. Và khi chúng ta xác định cái người thân của mình trút hơi thở sau cùng, thì đoàn hộ niệm này 5-7 người này lúc giờ chúng ta sẽ chuyển lại từ câu lục tự, chúng ta chuyển lại thành câu Tây Phương 37 chữ kinh thưa đồng đạo, chứ không được quyền niệm câu lục tự nữa. Bởi vì chết rồi niệm lục tự làm chi đồng đạo? Mà Đức Thầy dạy rất rõ rồi, khi mà tổ chức sắp hàng, tổ chức tang gia thì chúng ta cũng niệm cái bài Tây Phương, tức là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá, đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Phong Linh A Di Đà Phật. Mà nếu cái người chết là cái người tu theo đạo Phật thì tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, Đức Thầy dạy rồi. Cho nên khi mà tắt thở rồi thì đồng đạo chúng ta cũng nên niệm, mà chúng ta nhớ là chúng ta phải niệm cái bài Tây Phương 37 chữ, chúng ta không niệm câu lục tự. Và đồng thời theo một cái phong tục của người tín đồ Phật giáo và hảo, Đức Thầy dạy tử là tháng. Cho nên cái người thân mình qua đời chúng ta không được hoàn lại, kính thưa đồng đạo. Bởi vì Đức Thầy dạy rất là khoa học. Bởi vì người ta nhận định rằng xác thịt là hư hoại, cho nên sau khi chết chỉ cần đem chôn cất cho kín đáo, đừng để hôi thối có hại cho người sống. Đức Thầy chúng ta rất là khoa học. Đức Thầy sợ để cái xác đó đó, rồi nó sẽ có những vi sinh trùng trong cơ thể. Khi mà con người mà trút thở sau cùng thì đồng đạo biết rằng đó, cơ thể chúng ta nó sẽ trở thành những cái mối hại rồi cho xã hội, người chung quanh, vì môi trường. Cho nên nếu để cái xác nó càng lâu càng có hại người chung quanh. Vì vậy cho nên chúng ta có thể là liệu lượng cái thời gian mà chúng ta nếu mà tử tán được trong ngày thì tốt. Còn nếu người thân mình mà tử buổi chiều buổi tối thì để sáng ngày mai, tránh cái trường hợp mà chúng ta hoàn lại đó, đợi thằng út, thằng hai, thằng ba về gặp mặt lần cuối thôi. Vấn đề này theo tôi nghĩ chúng ta cũng nên bỏ bớt đồng đạo à. Bởi vì còn sống không gặp mặt, mà giờ này chết gặp mặt gì chỉ thôi coi đồng đạo, có biết nữa đâu mà gặp mặt. Lúc bình thường còn sống thì không về thăm lôm tết nhất đồ, lễ dỗ ông bà không về thăm. Nhưng mà đến chút hơi thở sau cùng đòi đợi gặp mặt là sao? Phải không? Vấn đề này thôi bây giờ theo tôi nghĩ là chúng ta bỏ bớt đi, tử là tán đi. Còn cái vấn đề để gặp mặt lần cuối thì thôi, cái chuyện người đời người ta. Còn mình là người biết đạo, Đức Thầy đã dạy rất rõ tử là tán rồi. Dầu đàn không có trong văn phạm, nhưng mà những mâu chuyện bên Thầy ở đây đồng đạo nằm lòng hết rồi. Và đồng thời quý vị nhớ kỹ rằng nhất là cái giai đoạn, cái giai đoạn mà chúng ta nhập quan. Rồi bên cạnh đó nó còn có thêm những yếu tố, ví dụ bây giờ trong đám tang có nhiều đồng đạo đặt vấn đề với tôi là có cúng điếu được hay không, có nhận cúng điếu hay không. Cho nên những vấn đề rất là nhạy cảm, nó cũng tùy theo vùng miền, tùy theo địa phương. Bởi vì cũng có những nơi là nhận cúng điếu, mà cũng có những nơi là không nhận cúng điếu. Cho nên hôm nay theo mình nghĩ đó,
mình là người tu, mình hiểu luật nhân quả. Hôm nay gia đình mình có hữu sự mà người thân hoặc đồng đạo đến viếng là quý đồng. Thôi, theo tôi nghĩ là trong đạo chúng ta cũng miễn như phúng điếu đồng đạo. Cho nên nếu như đồng đạo nào mà hoàn cảnh gia đình mà khổ quá đó, thì chúng ta thể nhờ ban trị sự. Nhờ ban trị sự đồng đạo, bây giờ gia đình tôi quá nghèo đó, nhờ ban trị sự cho hòm, cho gương, cho đồ tẩn liệm, nhờ ban sự lo hết, thì chúng ta cũng không cần phải nhận phúng điếu làm cái gì. Còn nếu mà đâu nấu đãi đần đồ mà không có, thì chúng ta nhờ tổ từ thiện, tổ nấu cơm. Chị ơi chị, nhà tôi quá khổ, không có thể khả năng mà nấu được, để lo cho đám làm tuần hoặc giả lo đám tang, thì tôi nghĩ rằng quý cô không có không hẹp hòi đâu. Chúng ta sẽ sẵn sàng xông pha thôi đồng đạo. Đây là mình nói thêm ý phụ thôi. Và đồng thời thì sau khi nhập quan xong thì cũng có những cái tình tiết, nhất là sau khi trút thở sau cùng thì có người là để cái nải chuối trên bụng, rồi nhập quan rồi để đèn trong gì đó. Thì những yếu tố này mà hỏi ra không ai biết cả, tức là chỉ biết rằng hôm qua hôm kia hôm nọ đám tang đó vậy, giờ làm y vậy thôi. Cho nên vấn đề này rất là nhạy cảm, nếu mà chúng ta thực hiện theo coi chừng không khéo mình tự mình đưa mình vào trong mê tín đồng đạo. Cho nên theo tôi nghĩ rằng nhất là cái người chết mà để nải chuối trên bụng thì đây là điều mà chúng ta không nên, bởi vì đó là điều mê tín đồng đạo. Nó có nhiều cái mẫu chuyện mà thể chúng ta đưa ra ba mẫu chuyện nhỏ thôi. Một cái mẫu chuyện đó là lúc bây giờ anh này đó, ảnh có một người mẹ già ở nhà, thì nhà cũng trồng vườn chuối phía sau nhiều lắm. Cho nên lúc bây giờ thì ảnh thường là anh chặt nguyên cái buồng chuối vào nhà ảnh treo, để nó chín tới đâu ăn tới đó đồng đạo. Cho nên thì lúc đầu để dưới cái mấy đứa nhỏ trong xóm nó qua anh cứ bẻ ăn hoài à. Cho nên ảnh mới đem vô phòng ảnh treo lên cao, cao cao vậy nè. Thì lúc ảnh đi làm, khi anh trở về thấy mẹ anh là té ở ngay cái buồng chuối và đã té là mất tại đó. Cho nên anh nói chàng ơi, như vậy là mẹ mình đói bụng vô bẻ chuối ăn mà nó chật chân té. Anh khóc quá khóc. Cuối cùng thì sau đó anh mới cắt nải chuối, anh để trên bụng mẹ. Mẹ ơi mẹ, lúc mẹ sống mẹ ăn chuối không được, mẹ chết giờ này mẹ ăn hết nải chuối đi mẹ. Thì rõ ràng vì thế nó mê tín không. Mà vấn đề này từ cái chỗ đó đó mà lưu truyền đến giờ này đồng đạo à. Rồi thêm mẫu chuyện nữa đồng đạo nhớ không, ngày xưa thì có các vị chủ cả đó. Thì đồng đạo biết ngày xưa mà con gái của mấy ông hương cả, mấy ông điền chủ thường thì chúng ta thấy nó cũng có những cái vấn đề mà không được ý muốn. Cho nên lúc bây giờ thì một cái làng trên có ông chủ cả này, thì ông có một đứa con gái đẹp lắm. Thì không ngờ con gái ông nó thất tiết. Cho nên khi nó mà thất tiết rồi thì lúc bây giờ nó mang bầu. Và đồng thời khi nó mang bầu xong thì về nhà ông dằn vặt, ông hành hạ. Bởi đồng đạo biết ngày xưa người ta trọng cái chữ trinh tiết lắm, nhất là thời phong kiến. Cho nên cô bé này giận quá mới tự giận chết. Thì sau khi tự giận chết rồi, ông chủ cả ông cái gia nhân đâu lấy cái nải chuối dằn bụng cô mày liền, để ông thôi cái bụng nó no lên là chết tao, chết ba, chết bà chủ, kính thưa đồng đạo. Vì vậy nên gia nhân ra ngoài chặt nải chuối xanh dằn lên cái bụng cái thằng xóm là đi đám tang đó chàng ơi. Vậy là con gái cô hai, con gái ông chủ cả trong nhà này chết theo ông chủ cả, ông lấy nải chuối dằn bụng đó. Cho nên mai mốt mẹ mình ba mình mất cũng chặt cái nải chuối xanh dằn bụng. Vì thấy rõ ràng những cái điều kiện rất là mê tín. Rồi tôi nhớ thêm một cái mẫu chuyện nữa ở trong sách có kể, mẫu chuyện còn thấy mê tín hơn nữa. Ở trên cõi trời có một con thiên cẩu. Thì con thiên cẩu này nó nhạy lắm. Khi mà nó ngửi hơi được, nó biết ai mà dưới trần gian này mà chết đó, thì từ ở trên thiên cẩu, trên trời thiên cẩu này bay xuống nó ăn cái ruột trong bụng á. Mà khi đến dưới này mà nó gặp cái nải chuối ăn, nải chuối no, nó bỏ về không ăn ruột đâu. Ai thưa con nghe mẫu chuyện nó còn mê tín hơn nữa. Vì vậy cho nên vấn đề này là chúng ta không có vấn đề nải chuối mà nó khổ như đồng đạo à. Khi mà tan gia bối rối cái người chết rồi lo văn mùng, lo thay đồ, thì các anh chị đằng sớm lẹ làng tội nghiệp tốt bụng lắm, chặt nải chuối chị ơi, nải chuối này dằn bụng đi chị. Thì vấn đề này không nghe, mình dẹp liền không được chị ơi, khỏi gia đình tôi khỏi xài cái này cũng được. Chứ nếu không là chúng ta bị liền đồng đạo. Tôi thấy rồi, tôi chứng kiến điều này. Rồi khi mà bắt đầu nhập quan xong rồi đó, thì lúc bây giờ đó có để số đèn trong ở dưới cái hàng, có người ta để 5 cái, người để 4 cái, nhưng mà hỏi ra không ai biết gì trơn rồi đó. Cho nên khi đọc sách thì tôi chỉ nhớ lại một cái mẫu chuyện là ngày xưa đó Khổng Minh Gia Cát Lượng mới để đèn trong. Bởi vì Khổng Minh Gia Cát Lượng ngày xưa đồng đạo biết đem 6 lần đem quân ra Kỳ Sơn để đánh với Tư Mã Ý nhưng mà thất bại. Cho nên cái lần cuối cùng ông biết rằng là cái số ông đã hết rồi. Vì vậy nên ông mới chối lại với Khương Duy đó. Ông nói rằng sau khi ông mắc, ông chút hơi thở sau cùng, đừng có liệm ông mà để ông ngồi trên cái ghế á, tay cầm cái quạt,
lấy cái tâm á, chổi con mắt lên và đốt cái đèn trong ở dưới đít ghế. Cái đèn trong là để chấn lại cái sao bổn mạng của ông. Bởi vì mỗi con người chúng ta đều có sao bổn mạng. Mà nếu sao bổn mạng chúng ta lưu là chúng ta bệnh, mà sao bổn mạng tắt là chúng ta chết. Cho nên lúc bây giờ để cái đèn trong chấn yếm, tức là nếu mà có đèn trong để ở dưới đít đó, thì lúc bây giờ cái sao bổn mạng không có rơi. Để làm chi ạ? Để cho tư mã ý. Bởi vì tư mã ý là cái người rất là thông thiên văn. Cho nên tư mí nhìn cái sao của Gia Cát Lượng nó lưu rồi mà sao nó không tắt. Cho nên ông cứ nghĩ là tư mã ý, cứ nghĩ là Gia Cát Lượng còn sống. Mà Gia Cát Lượng còn sống, ông này mưu trí lắm. Thấy quân ông kéo về là Tây Thục mà xua quân coi chừng là bị phục kích. Kế ông này ghê lắm. Cho nên sợ. Nhờ như vậy mà lúc bây giờ Khương Duy và cả đoàn quân về Tây Thục an toàn. Thì đây là cái kế của Khổng Minh Gia Cát Lượng mà sau này chúng ta cũng bắt chước theo đồng đạo. Cho nên có những cái vấn đề mà chúng ta thấy rõ. Rồi quý vị thấy thêm một vấn đề nữa mà thật sự là nói ra thì đụng chạm. Bởi giờ này quý vị tôi thấy nhà nào cũng có, ở ngoài không nói đồng đạo mình thôi. Tức ở cái bàn phong của đồng đạo. Cái bàn phong chúng ta để cái bài Tây Phương Tiếp Dẫn 37 chữ cái bàn phong. Hồi đó không có quý chú, đây lớn tuổi hơn tôi chú nhớ hồi đó có không? Không có, mới có sao nè. Bởi vì cái linh vị là gì? Cái bàn phong chỉ được để cái bài vị thôi, không để cái gì khác cái bài vị. Trên cái bàn phong thì chúng ta chỉ để cái bài vị, giả sử như là Phan Chí Tâm từ trần vào ngày mấy tháng mấy, hoặc Hưởng Dương nhiêu tuổi, đó là cái bài vị thôi, chứ không được để cái gì khác. Còn cái câu, cái bài Tây Phương Tiếp Dẫn là chúng ta để trong tâm, để chúng ta nguyện. Mà nếu người nào mà không thuộc lòng cái bài này, làm ơn học thuộc lòng đi, chứ đừng có nhìn vô đây nguyện không đạt kết quả đồng đạo à. Cho nên giờ này mình chúng ta bàn ra thì cũng có những cái mà đang xen lắm. Nhất là các ban trị sự cũng phải đau đầu lắm. Nói đồng đạo có nghe. Có những gia đình là tu lâu ăn chay cả gia đình đó, mà đến người thân qua đời rồi cũng để cái bài tiếp dẫn ở ngay cái bàn vong như vậy. Rồi hỏi ra thì nói là tại vì đó là mua hàng á, mấy ông tận liệm đó, mà ông làm sẵn mà ông cho luôn. Thì người ta cho là quyền người ta, mình để không để là quyền của mình. Đâu phải người ta cho gì mình cũng để đó đồng đạo. Và đồng thời trên cái bàn phong này, vì nhớ rằng chúng ta có cúng đồng đạo, cúng đủ 4 chén cơm. Quy đừng có cúng mà 3 chén 2 ra đũa nha. Bởi vì đây là những cái lý thuyết mà thật sự là mê tín lắm. Nó đang cúng một cái chén 2 ra đũa, tức là 3 cái chén 2 ra đũa đó. Cái chén chính giữa là cái vong linh, 2 chén hai bên là ken. Mà nếu để nguyên ra đũa nó ăn là mình ăn không cái vong linh nào không kịp nó. Thì nó đang quá mê tín đồng đạo. Bởi vì hôm nay chúng ta để cái bằng vong là tưởng nhớ sự vong sự tồn. Cha mẹ mình chết rồi ăn được đâu mà về để ăn. Trong khi Đức Thầy dạy chúng ta là khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, vĩ vô thường dắt xuống nghiêm định, sổ sách kia tội phước đinh ninh phạt, cái thưởng hay đường tỏ rõ. Vì vậy nên người thân mình khi qua đời thì đồng đạo chúng ta nhớ là mình có cúng là cúng 4 chén. Và đặc biệt đồng đạo, cái bàn vong này sau khi chúng ta cất xong, hạ nguyệt xong, đem về nhà cũng vậy, cúng 4 chén mà nhớ đừng có cúng chao nha. Bây giờ tôi nói ví dụ quý vị còn sống nè, ngày nào cũng con gì cũng cho vị ăn chao, vị ăn nổi không? Mà có lẽ có nhiều gia đình lại cúng chao đồng đạo. Tôi thấy rõ ràng đồng đạo mình á. Cho nên giờ này mình thống nhất với nhau, cúng là cúng 4 chén cơm, 4 đôi đũa. Chúng ta ăn cái gì chúng ta cúng cái đó. Và quý vị nhớ cúng xong trong vòng nửa tiếng đồng hồ rồi đó, hoặc 1 tiếng 15 phút thì chúng ta dọn cái ta ăn. Chứ đừng có cúng mà để đó tới mà rùi bu kiến đậu nó, để sáng tới chiều, chiều tới sáng cúng xong đem đi bỏ. Thì như vậy là tội lắm, không được. Phải không đồng đạo? Có nghĩa là tới giờ ăn thì mình dọn mình cúng. Tôi nói buổi sáng đó mình ăn cháo thì mình cúng cháo. Rồi buổi ăn cơm thì mình ăn cơm, cái gì mình ăn đó cúng cái đó. Cúng xong mình dọn cho mình ăn. Chứ không phải cúng xong có nhiều gia đình để đó tới một buổi luôn cả ngày đó, làm sao ăn được đồng đạo? Thì cuối cùng phải bỏ thôi. Thì lúc bây giờ cái tội ai chịu đây? Cái tội thì mình một nửa, cái vong linh chịu một nửa. Về vậy cho nên mình phải có một cái sự, những cái sự là phải nói rõ là chánh kiến như vậy. Rồi đồng thời sau khi tán đồng thì lại chúng ta có cái trường hợp cái trường hợp là trồng cây mía lau, trường hợp là gọi là mở cửa mã, trường hợp dắt con gà vân vân. Bởi vì theo cái tục lệ hàng ngày người ta nghĩ rằng khi chôn cái người đó xuống đó đó là chôn luôn cái xác với cái hồn. Cho nên ngày xưa vì thấy với sự mê tín này người ta mới làm cái thang. Có người thì làm một cái thang 5 nấc là biểu hiện cho ngũ thường, có người làm cái thang 7 nấc là nam, 9 nấc là nữ. Tức là nói rằng khi mà chết rồi phải làm cái thang này nè, để biết đường ở dưới cái huyệt đó, leo lên. Cho nên mới kéo con gà đăng chi cho tiếng gà gái lần thức dậy. Bởi cái người đời ta nghĩ rằng chết rồi chôn rồi ngủ quên luôn rồi đồng đạo.
ta nghĩ là chôn luôn cái xác luôn cái hồn á, thì những vấn đề rất là mê tín. Ta kéo gà, chọc con gà nó kêu để làm chi, cho cái người chết biết rằng mình đã chết. À chàng ơi chết mà tới giờ này mới biết mình đã chết, ai thử coi. Cho nên những vấn đề này tuyệt đối chúng ta không được làm. Nói ra nó nhiều chuyện thờ sự lắm. Cho nên hôm nay đồng đạo nhớ kỹ, nếu mà tính cái ngày nói cái lại cái ngày mở cửa mã đó thì nó cũng không đúng từ. Bởi vì nếu nói theo đạo Phật đó thì cái ngày này gọi là cái ngày khai mộ môn, hay hoặc là cái ngày tam chiêu. Mà nếu nói cái ngày khai mộ môn, cái ngày tam chiêu phải tính từ cái ngày chúng ta hạ quyệt á, chứ không phải tính cái ngày mất. Có người mất rồi đó, để hoàng trong nhà 2-3 ngày rồi mở cửa mã trong nhà luôn, chưa có mã lấy gì mở. Phải không đồng đạo? Cho nên nếu đúng tính cái ngày khai mộ môn thì bữa nay là mình cất người thân mình ngày 20, thì ngày 20 nè, ngày 21 là ngày 22 là ngày thứ 3, thì đến ngày 23 này, ngày thứ 3 này thì mình mới dọn mâm bàn, bánh nước, trái cây, nhang, bông hoa, mình ra mình làm cái lễ tạ ơn. Đây là cái lễ tạ ơn với đất đai, vui vương trạch, thần hoàng, bốn cảnh ở đây nè, cho mình gửi gắm cái thân xác của người thân của mình. Chứ không có cái vụ gì mà mở cửa mã hay dở cửa mã gì, từ mở cửa mã đọc trại trại thành dở cửa mã luôn. Không đồng đạo? Cho nên không có vấn đề này, mà đây là cái lễ tam chiêu gọi là khai mộ môn, tức là sau khi chôn cất 3 ngày. Bởi vì khi mà chúng ta đào quyệt mình lấy cục đất thổ rồi, mình xin đất đai vương trạch ở đây là cho mình gửi cái phần đất này, cho mượn cái phần đất để gửi cái thân xác của người thân của mình. Thì sau 3 ngày chúng ta làm cái lễ gọi là cái lễ đền ơn đáp nghĩa đó. Bởi mình nhờ cục đất này nè mới chôn cái thân xác người thân mình, làm cái lễ như vậy. Thì đấy là những cái vấn đề mà chúng tôi cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần để đồng đạo chúng ta lưu ý. Rồi đồng thời bên cạnh đó về vấn đề để tang thì tùy nghi. Nhưng mà đồng đạo nhớ kỹ một điều, nếu đúng để tang là chúng ta phải để tang 3 năm, tức là tam niên chi tang mới đúng, đó là đúng theo cố lệ. Mà nếu như hôm nay đồng đạo chúng ta vì cái lý do gì đó, tức là vì cái lý do làm ăn hoặc là kỵ tuổi mà chúng ta để tang dụ 1 năm, hoặc giả là để tang ta làm từng trăm ngày gì đó, thì vấn đề này tôi không ý kiến. Nhưng mà đúng thì chúng ta phải để tang đúng 3 năm. 3 năm nhưng mà 2 năm tròn đồng đạo. Ví dụ năm nay 2024 nè, 25, 26 thì 3 năm thật chắc ra có 24 tháng à. Đây mình mới để cho nó tròn. Và đồng thời sau khi chôn cất xong rồi thì lúc bây giờ Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ. Nay ta đã quy cầu đạo thì phải, nay ta đã quy đạo Phật thì phải do sự khấn vái của anh chị em trong đạo cầu nguyện vong linh người chết được siêu thăng nơi cõi thọ. Vì vậy cho nên theo góc nhìn của mình đó, thì hôm nay chúng ta cần phải làm tuần, làm tuần đạt kết quả đồng đạo. Nếu không đạt kết quả thầy không có dạy đâu đồng đạo à. Cho nên mình phải tổ chức làm tuần thất rất là rõ ràng. Đây cũng là những yếu tố mà nó góp phần để cứu vớt, giảm bớt cái tội lỗi của người thân của mình, cũng như thể hiện cái hiếu đạo. Và đặc biệt hôm nay khi mà làm tuần thì chúng ta phải hội đủ 3 yếu tố. Nếu đồng đạo không hội đủ 3 yếu tố này làm tuần có kết quả. Yếu tố thứ nhất là con cháu trong nhà phải là cái người thành tâm tổ chức làm tuần. Mời mọc đồng đạo chúng ta là phải nói gọn là mời mọc một cách là nhiệt tình đó, chứ không phải là chúng ta làm từng có chiếu lệ. Rồi yếu tố thứ hai nữa là cái người đến làm tuần, cái người đến cúng tuần đó, thì đòi hỏi người này phải là người tu mới đạt được kết quả đồng đạo. Và cái thứ ba nữa thì cái người này khi đến đây thì phải thành tâm, và cái người này gọi là vô vị lợi. Cho nếu như hôm nay đồng đạo tổ chức làm tuần mà phái đoàn này đến đây ngoài cái việc cúng vái ra rồi, thì lúc bây giờ còn xin cái này, xin cái kia, xin tiền đổ xăng, xin gạo gì đó, thì xin thưa đồng đạo không có kết quả đồng đạo. Kết quả không cao. Bởi vì hôm nay đến đây giữ đám lòng tuần cầu nguyện xong rồi xin cái này, xin cái nọ, xin cái kia thì thôi, cái này giống như đi làm thuê làm mướn nữa, họ đâu có hướng đến cái thành tâm cầu nguyện đạt kết quả đâu. Cho nên vấn đề này thì thật sự chúng ta rất là nhạy cảm, mình nói ra cũng đụng chạm một số đồng đạo của mình. Tuy nhiên thì cái gì cũng phải nói thẳng với nhau. Thật sự nếu mà chúng ta muốn làm danh làm lợi, chúng ta ở ngoài thiếu gì chuyện chúng ta làm. Phải không đồng đạo? Chứ dựa vào đây rồi mình mượn cái danh đi làm tuần mà lại chúng ta có những cái gì đó để cầu lợi cho mình, thì theo tôi nghĩ là không nên đồng đạo. Và đồng thời trong quá trình tổ chức làm tuần thì theo cái sự tính toán từ ngàn xưa đến giờ mà mình học tập được đó, thì dầu đằng tiếng làm tuần nhưng mà chúng ta tổ chức cầu nguyện là vào chiều cái ngày thứ 6, sáng ngày thứ 7 thì chúng ta sẽ cúng một cái mâm cơm trên bàn củ quyền và cái bàn vong.
Như vậy thì thế nào là ngày thứ 6, ngày thứ 7? Tôi nói ví dụ hôm nay là ngày 20, người thân mình qua đời ngày 20. Là một ngày nha, 20, ngày 21, 22, 23, 24, ngày 25. Thì buổi chiều ngày 25 chúng ta đặt bàn làm tuần, qua sáng ngày 26 thì chúng ta sẽ bắt đầu, mình sẽ bắt đầu cúng một cái mâm cơm, gọi là cúng tuần đó, cúng bằng vong. Bình thường thì cúng bình thường, nhưng ngày này cúng đặc biệt một chút, cúng bàn thờ của quyền. Cần thiết là chúng ta cúng luôn cái mâm đất đai. Thì đây là chúng ta phải nghĩ hiểu như vậy. Và cái ngày thứ 6 này nè, cái ngày chiều thứ 6, tôi nói ví dụ ngày thứ 6 này nó rơi vào cái ngày, giả sử như nó rơi vào ngày thứ 4 đi, thì chúng ta lấy cái ngày thứ 4 đó, rồi đó ta sao là mỗi tuần là ngày thứ 4. Thì nếu mà làm như vậy thì đến cái ngày làm từng 100 ngày thì chúng ta sẽ cầu nguyện vào cái ngày thứ 99. Rồi luôn cả cái làm tuần giáp năm, người thân mình mất cái ngày 20 thì đương nhiên mình làm tuần giáp năm, mình tổ chức ngày 19. Có ai tổ chức ngày 20 đồng đọc? Đâu có đâu, đúng không? Ngày 20 là ngày cúng cơm. Còn chúng ta cầu nguyện phải trước một ngày, bởi vì mục đích cầu nguyện là xin tội. Mà giờ này chúng ta cầu nguyện ngày thứ 7 là lúc bây giờ là xử án rồi, chúng ta xin được không? Đâu có được đồng đạo. Mà vấn đề này hiện nay còn đang xen với nhau đồng đạo. Bởi tôi thấy rất là nhiều đồng đạo chúng ta tổ chức cúng từng ngày thứ 7 đó. Cầu nguyện ngày thứ 7 thì chúng ta nên suy nghĩ lại. Đây là góc nhìn của chúng tôi. Chứ thật sự gia đình quý vị muốn tổ chức ngày nào là tùy nghi, thì chúng ta không bạc. Như vậy thì quý vị lưu ý rằng đây là những cái vấn đề mà thường ở trong đạo chúng ta nó cũng có những cái không đồng nhất với nhau. Chẳng những bên ngoài mà luôn cả giáo lý viên chúng tôi, gia đình của giáo lý viên, cha và mẹ qua đời thì quý đồng đạo giáo lý viên thì vẫn tính làm tuần ngày thứ 7 chứ không tổ chức ngày thứ 6. Bởi vì nói rằng làm tuần phải 7 ngày, đúng rồi, nhưng mà chúng ta xin tội là xin ngày thứ 6, chiều ngày thứ 6. Tôi nói ví dụ bây giờ quý vị làm tuần giáp năm, cha mình mất ngày 20 mà có bao giờ để ngày 20 làm tuần đâu, mình làm tuần ngày 19 chứ bộ, mới đạt được kết quả. Luôn cái ngày đám dỗ cũng vậy đồng đạo. Khi mà đúng ra lễ dỗ là ngày hôm nay là lễ dỗ phải không? Con cháu cầu nguyện chiều hôm qua, chứ đừng để ngày nay chúng ta cầu nguyện không có kết quả đồng đạo ơi. Thật sự, cho nên theo cái tinh thần đồng đạo của mình đó, mình mời đồng đạo, giả sử bữa nay là ngày 20, ngày lễ dỗ của tôi, con cháu tôi mời quý vị đến đây, thì đến đây không lẽ anh ăn không thì thấy nó cũng kỳ. Cho nên mới tổ chức cúng cầu nguyện thì đây cũng tạm thôi. Chứ đúng ra chiều hôm qua đó, con cháu trong nhà đặt bàn cầu nguyện chiều hôm qua cho nó rồi đi. Sáng nay là ngày kỷ niệm đám dỗ, thì chúng ta chỉ cần dọn mâm bàn, mời bà con, cô bác, đồng đạo đến đây để kỷ niệm. Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cha tôi mất, ngày mẹ tôi mất. Cái đó mới đúng theo cổ lệ đồng đạo à. Tôi đọc sách từ xưa giờ là như vậy đó. Mà giờ này phần nhiều chúng ta làm không đúng đâu. Thường thường ngày nay là ngày nay là cái ngày đám dỗ của cha mình, mẹ mình. Ít có ai tổ chức chiều nay chúng ta cầu nguyện đâu. Mà mình cứ đợi ngày mai chúng ta cầu nguyện, đợi đồng đạo là mấy trăm người chúng ta cầu nguyện chung. Chẳng những vậy chúng ta còn ké nữa. Hôm nay cầu nguyện ông Phan Chí Tâm chẳng hạn, như là ngày lễ dỗ, chánh lễ dỗ, rồi còn thêm ông A, chị B, ông C nữa, đóng kia đồng đạo. Nó có trường hợp đó nữa. Cho nên vấn đề này thật sự thì nói là tụng chậm đó. Bởi giờ này đồng đạo chúng ta làm rất là nhiều đó. Cho nên theo tôi nghĩ đây là góc nhìn của tôi đó. Hôm nay chúng ta cầu nguyện người nào thì tên người đó đi, phải không? Còn bây giờ mình cứ ké thêm hoài, giống như một cái sớ táo quân. Trường hợp này ké được nè. Ở ban trị sự hôm nay cái ngày rằm, chúng ta có đặt cái bàn gọi là cầu siêu hoặc cầu an gì đó, thì tên tuổi ghi một dọc, từ đồng đạo này đồng kia chúng ta cầu nguyện tập thể thì đó là được. Đó là ban trị sự. Còn ở nhà mình làm từng cầu nguyện cho người nào thì cá nhân người đó thôi. Thấy không đồng đạo? Chúng ta ké làm chi vậy đồng đạo? Nọ mình ké là thấy mình ăn gian ông Phật rồi đúng không? Mình tính toán rồi đó. Cầu nguyện mà còn tính toán, thôi bữa nay cầu nguyện cho cha tôi ké luôn mẹ tôi đi, ké luôn nội bà nội, ké luôn ông ngoại bà ngoại vợ bên kia nữa, ké là ông cố bà cố, một lát cầu nguyện một đống. Thì như vậy rằng mình tính toán rồi, với ông Phật mình còn tính toán sao đạt kết quả. Thấy không đồng đạo? Cho nên cái gì cũng vậy, chúng ta phải bàn cho nó rốt. Vấn đề này tôi biết, tôi nói rất đụng chạm, bởi tôi đi tôi gặp hoài hàng ngày, rất đụng chạm, nhưng mà cũng phải nói thôi đồng đạo à, phải nói thôi à, phải không đồng đạo? Bởi vì tôi nói đồng đạo suy nghĩ đi, vì đừng có tin tôi có phàm phu như quý vị thôi, vì đừng tin tôi, vì nên suy nghĩ cái chí tâm nó đúng không, phải không đồng đạo? Đôi khi đối với Phật mình cũng tính toán đó, thì đó là các yếu tố. Và có đặt thêm một câu hỏi nữa, khi mà cha mẹ chúng ta qua đời rồi mình cúng đến bao giờ mình nghỉ? Đến cháu cô nghỉ, cháu sơ nghỉ, ông cẩm ông kỹ nghỉ, chắc là cũng có quy định chứ đồng đạo, phải không?
Mà thường thường thì hỏi ra không ai biết quy định là bao nhiêu. Thường thường quý vị đi đám giỗ ông cố là xong, ít ai đi đám giỗ ông sơ đúng không? Ông sơ lâu quá tao quên. Như vậy thì giờ này nếu nói đám giỗ đến đâu ngưng, cúng cơm kỷ niệm đâu ngưng, thì có thể chúng ta đưa ra các cái định lượng tùy theo cái công đức của người đó. Nếu người đó là cái người có công lớn với xã hội, với đạo pháp, thì đám giỗ kỷ niệm người đó là không được ngưng, bởi người đó là người có công. Ví dụ như những vị anh hùng dân tộc nè, hoặc giả là ví dụ như là Đức Phật Thầy Tây An, là quan thượng của mình, đức có quả, thì gần như ngày kỷ niệm của các vị này là đời đời kiếp kiếp không ngưng được rồi. Cho nên cái người mà có công lớn với dân tộc, với đạo pháp, thì cái đám giỗ kỷ niệm là không ngưng. Nhưng mà bên cạnh đó cái người bình thường, thì lúc bây giờ đám giỗ hoặc là đám kỷ niệm thì nó tùy thuộc vào cái người trưởng tộc trong gia đình. Bởi vì thường thường giả sử như gia đình chúng ta còn có ông nội, mà ông nội mình thì ông kêu là ông cố ổng. Ông nói thôi bữa nay là đám giỗ của ông cố tao, phải không? Ông cố của ông nội mình à, mấy đứa con là kia bằng tao, ông cẩm kỹ rồi. Cho nên ông nội mình nói thôi lần này thôi nghe, qua lần sau đó thì đám giỗ ông cố của ông đó thì ông dồn chung với ông nội. Cho nên khi mà cúng cơm ông nội ông là ông giái luôn cố. Thì khi mà ông nội mình ông nói vậy là coi như là đám giỗ ông cố của ông là kết thúc rồi đó. Lúc ông còn sống còn giái ông cố không, nhưng mà tao ông mất rồi thì cha mình quên tên ông cố rồi, thì cha mình bắt đầu giái nó lần lần lại. Vì vậy cho nên cái ngày kỷ niệm thì có thể nói rằng nếu mà nói người bình thường thì nó tùy thuộc vào cái người trưởng tộc trong gia đình, cái người thờ đó muốn cúng nhiều cúng mà đồng đạo, phải không? Có người cúng ta cố ta sơ, có người thì cúng ta nội là xong nữa đồng đạo à. Vấn đề này thì thôi chúng ta cũng không có phải nói rõ, là mình cũng không bàn sâu lắm, đó là tùy nghi theo mọi gia đình thôi mà chúng ta uyển chuyển. Cái quan trọng là hôm nay khi mà cúng kiến thì chúng ta phải cúng chay, bởi vì hôm nay cái ngày giỗ của ông bà cha mẹ, thì cái ngày này là cái ngày chúng ta phải hy sinh. Cái ngày này là ngày của ông bà cha mẹ mình chứ không phải là ngày của mình. Có nhiều cái gia đình đợi tới ngày giỗ rồi chúng ta tổ chức đình đám tiệc tùng, rồi nhậu nhẹt làm ăn giao thiệp, thì vấn đề này nó bị dư. Bởi vì hôm nay ngày lễ giỗ của cha mẹ mình là cái ngày đặc biệt của cha mẹ mình, chúng ta không cần mời đông đồng đạo à. Theo tôi nghĩ không cần mời đông đâu. Nếu mời đông mà chúng ta tu hành đến để cầu nguyện ăn chay thì tốt. Còn nếu người đời chúng ta chỉ cần dọn một mâm cũng được đó đồng đạo à. Nhớ là được rồi. Còn qua cái ngày giỗ ngày mai ngày mốt con mình nó muốn có đình đám tiệc tùng với bè bạn của nó á, thì cái chuyện cái ngày của nó. Còn cái ngày nay là ngày đám giỗ của ông nội con, hoặc là của ông nội mình, thì anh chị trong gia đình phải dành riêng cái ngày này, ngày cho ông nội, ngày cho ông nội. Ngày này không có máu thịt ở đây, ngày này không có huyết nhục, ngày này phải là cái ngày thanh trai. Hay chúng ta phải nhớ vấn đề này. Còn muốn nhậu nhẹt, muốn tiệc tùng thì cái ngày khác đi, cái ngày lễ là cái ngày Tết là thiếu gì ngày. Cho nên vấn đề này là do chúng ta không phân biệt rõ mới có cái vấn đề đang xen với nhau. Ở trên bàn thờ thì cúng mâm chay, ở dưới thì dọn cái mâm tiệc nhậu, không được đồng đạo, vậy không có kết quả. Thà đừng tổ chức, phải không? Thay vì bây giờ bữa nay đám giỗ của ông nội mình cúng bàn chay ở bàn cô quyền, mâm chay ở dưới mình dọn cái bàn tiệc, thì giờ mình cắt cái bàn tiệc đi, ngày mai hãy dọn được không? Được chứ. Ngày mốt dọn được không? Ngày chủ nhật dọn được không? Được. Nhưng mà hôm nay cúng một mâm chay thôi, thà chúng ta làm như vậy đó thì người thân của mình không có tội lây. Còn nếu giờ này mình cúng một cái mâm chay, ở dưới mình dọn 5-30 cái mâm bàn mặn, rồi mình trà rượu xình xòn, lúc bây giờ cái tội hưởng lây nồng đậm. Thì đó là chúng tôi cũng nói một số ý. Đó, thật sự thời gian hết rồi, chúng ta không thể đào bàn cho hết được. Như vậy thì qua cái ơn tổ tiên cha mẹ, thì hôm nay để quán triệt là Đức Thầy, thì cái quan trọng là hiếu thế gian. Mỗi đồng đạo chúng ta khi cha mẹ mình còn sống thì chúng ta phải cố gắng lo cho cha mẹ mình từ vật chất lẫn tinh thần, lo cho cha mẹ đầy đủ từ vật thực, đau ốm, bệnh hoạn, và đồng thời luôn luôn làm cho cha mẹ vui. Rồi bên cạnh đó hàng ngày chúng ta cũng phải cúng lại cầu nguyện để cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ về nhờ cái siêu nhiên các vật vô hình để hỗ trợ giúp cho chúng ta. Và đồng thời ngoài cái hiếu thế gian ra thì hiếu xuất thế gian. Cái quan trọng là cha mẹ đã qua đời, những ai đã cài lên mình một cái bông hồng trắng, thì giờ này những ai không còn có cha có mẹ thì đồng đạo chúng ta phải ráng tu. Chúng ta phải ráng tu hành, bởi vì có tu hành đắc đạo chúng ta sẽ hội tụ được với cha mẹ mình. Thì đó là cái vấn đề chính yếu. Cho nên tôi mong rằng qua cái chuyên đề ngày hôm nay bàn bạc một số vấn đề thời sự, thì hôm nay đã nhắc nhở lẫn nhau để mỗi đồng đạo chúng ta có dịp quý vị cũng nên nhắc nhở dặn dò con cháu của mình, những người còn sống,
khi cha mẹ chết con phải làm thế này thế này thế kia thế nọ, mình có cái lời căn dặn đi thì con cháu mình nó sẽ không dám làm sai đồng đạo. Còn nếu như giờ này mình không căn dặn rồi khi chúng ta chết rồi làm sai mình cản nó đâu có được đâu, đúng đạo, đúng không đồng đạo? Tôi nói nội mà cúng chay thôi. Nếu đồng đạo nào giờ này mà dặn con à, sau này cha mẹ có qua đời con cúng chay nha, đảm bảo đồng đạo không bao giờ con mình nó dám cúng mặn. Mà nếu nó có dám cúng mặn cũng nhớ lại ừ hồi đó mẹ mình cha mình dặn cúng chay đó, thì nó đâu có dám đồng đạo, nó không dám đâu đồng đạo à. Cho nên cái quan trọng là giờ này chúng ta phải lo cho mình, đây gọi là chúng ta lo từ xa. Thì tôi tin tưởng rằng là người tín đồ Phật giáo Phật Hảo, đây là một cái hiếu, đây là một cái đạo hiếu trong cái tình dân tộc cũng như trong cái tình đạo giáo. Một người con mà đền trả ơn tổ tiên cha mẹ thì coi như là cuộc đời chúng ta sẽ được viên mãn, hoàn thành được cái đạo nhân phước đức, chúng ta sẽ vô lượng, được mọi người ca ngợi và nói theo. Còn bằng ngược lại, một con người sống trong cõi đời này giàu đặt đời hay đạo, mà cái ơn quan trọng này trong tứ đại trọng ơn mà chúng ta không lo tròn, thì xin thưa đồng đạo, cái nhân phẩm đạo đức con người chúng ta làm chưa xong nữa, đừng nói chi mà chúng ta về với thầy với Phật. Vì vậy cho nên ơn tổ tiên cha mẹ cũng như tứ đại trọng ơn là những cái thềm thang căn bản quan trọng để giúp cho chúng ta hoàn mãn cái quá trình tu học trong cuộc sống của mình. Mình vừa ăn chay, vừa niệm Phật, vừa làm lành, và đồng thời chúng ta vừa đền trả tứ đại trọng ân. Thì như vậy chúng ta thực hiện được quán triệt như lời Đức Thầy dạy, đó là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái sự trình bày của mình, qua cái chuyên đề ơn tổ tiên cha mẹ. Bởi vì cái cũng quá nhiều câu chuyện cho nên thì thời gian hơi có dài, thì cũng mong quý vị cũng thông cảm. Thì cuối cùng chúng tôi cũng không quên kính cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời, cho nên ngày hôm nay chúng tôi mới có đủ duyên về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta. Cảm ơn tất cả quý ban trị sự xa gần trong ngoài địa phương đến tham dự. Và cuối cùng thì hôm nay cũng là ngày mùng 1 Tết Dương lịch, thì trước cái thềm năm mới chúng tôi cũng không quên cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta được an khương, an khang thịnh vượng, sức khỏe tràn đầy, làm ăn phải nói rõ là được phát triển, tu hành thì được phát huệ. Và mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng tâm đắc lời Đức Thầy đã dạy, đó là tu cho kẻ bạo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cụ quyền chờ trông. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vừa qua giáo lý viên ban hội truyền giáo lý ban nghị sĩ chúng ta đến đây để trình bày tổ tiên cha mẹ, trong ăn là trong tứ đại trọng ân hết sức quan trọng. Trong kinh Tâm Địa Quán Đức Phật có câu là ơn cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền so tự biển khơi, dầu cho dân chọn cả đời cũng không hết ơn người sanh ta. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm. Một lần nữa xin mọi người ủng hộ cho chàng pháo tay ra. Kính thưa quý vị, thì tiếp theo chương trình là đến phần giải lao 15 phút. Bây giờ chúng ta mình tại chỗ hay là đi ra ngoài quý vị? Dạ. Thôi giờ xin cho 15 phút quý vị. Dạ. Yeah.